Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Được sự ủng hộ của các bạn, hôm nay mình sẽ tóm tắt lại toàn bộ 3 phần phim với tổng cộng 18 tập, những câu chuyện kinh dị Mỹ, American Horror Stories. Mỗi tập sẽ là một câu chuyện kinh dị ngắn khác nhau. Lưu ý rằng video sau đây sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung phim. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu ngay thôi nào. Nhân vật chính trong tập này là một gia đình gồm 3 người. Vợ chồng Adam và Michael, cô con gái nuôi Scarlett. Hôm nay bọn họ đang trên đường đến ngôi nhà mới mua. Điều đặc biệt là ngôi nhà này rất nổi tiếng, không chỉ vì kiến trúc đẹp mà còn một bí ẩn đáng sợ bên trong. Scarlett vừa bước vào nhà đã cảm thấy nơi này rất lạnh lẽo. Đó là bởi vì ngôi nhà này được mệnh danh là ngôi nhà ma ám. Rất nhiều vụ giết người đáng sợ đã diễn ra tại đây. Nhiều tin đồn cho rằng đã nhìn thấy những hồn ma lảng vảng xung quanh căn nhà, khiến nó trở thành một trong những địa điểm ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ. Vợ chồng Adam và Michael đã mua lại ngôi nhà này với giá rẻ. Bọn họ trước giờ không tin vào ma quỷ, cho rằng tất cả chỉ là mê tín dị đoan. Còn bảo nếu sống ở nơi bị ma ám, như thế này sẽ mang lại một trải nghiệm thú vị. Scarlett từ đầu đã không quan tâm lắm những lời đồn đại. Cô gái sau đó lên phòng sắp xếp đồ đạc. Bỗng một viên bi từ đằng xa lăn đến. Scarlett nhìn ra phía cửa nhưng không thấy ai. Đang quay trở lại làm việc thì một viên bi khác lại xuất hiện. Scarlett bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cô gái đi đến căn phòng cuối dãy hành lang. Bỗng cánh cửa tủ đằng sau bỗng dưng bật mở. Scarlett bước lại kiểm tra thì thấy bên trong có một bộ đồ màu đen, hình dáng kỳ lạ. Cô gái thích thú liền mang về phòng và mặc vào người. Khi đang mải mê ngắm nhìn bản thân trong gương, bỗng đôi mắt của cô gái trong tấm gương bất ngờ chuyển sang màu đen. Scarlett sợ hãi liền lập tức cởi bỏ bộ đồ và ném nó vào trong sọt rác. Ngày hôm sau cô gái đến học ở một ngôi trường mới. Vừa mới vào chưa được lâu đã bị bốn chị đại trong nhóm bắt nạt để ý đến. Trong giờ ra chơi, thủ lĩnh của đám bắt nạt bất ngờ đến bắt chuyện với Scarlett. Cô ta tên là Maya, là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp. Scarlett vừa nhìn đã ngay lập tức bị cuốn hút. Cô gái sau đó kể lại chuyện này cho người bạn thân là Santi, còn bảo Maya có ý muốn tỏ tình với mình. Cô bạn thân cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, có thể bọn họ chỉ muốn trêu chọc Scarlett mà thôi. Tuy nhiên cô gái vẫn nuôi hy vọng, một ngày nào đó Maya sẽ là bạn gái của mình. Thế là những ngày sau đó, bọn họ liên tục nhắn tin với nhau đến khuya. Maya còn mời Scarlett cuối tuần đến nhà mình để tham gia buổi tiệc ngủ. Cô gái vô cùng sung sướng liền đồng ý. Vào một đêm, Scarlett đang ngủ thì mơ thấy Maya nằm bên cạnh mình, cả hai ôm nhau đầy thân mật. Cô gái không biết rằng có một bóng đen đang từ từ bò trên trần nhà. Khi Scarlett bất ngờ tỉnh dậy thì nó đã biến mất. Ngày hôm sau khi đang mình trên phòng, bỗng cái tủ phía sau kêu cọt kẹt. Cô gái đến mở ra thì bất ngờ khi thấy bộ đồ màu đen hôm trước. Mặc dù đã vứt thùng rác nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Scarlett sau đó nghĩ ra một kế hoạch, cô gái mặc bộ đồ vào người và cầm dao đi đến phòng bố mẹ, dọa bọn họ một phen đau tim. Adam và Michael vô cùng tức giận, định đến giật lấy con dao từ Scarlett thì bị cô gái chém một nhát vào tay. Scarlett hoảng hốt không hiểu sao mình lại làm vậy. Nghĩ rằng con gái có vấn đề tâm lý, hai vợ chồng Adam đã mời một bà bác sĩ đến trị liệu cho Scarlett. Cô gái liên tục bảo rằng mình không sao, thế nhưng do những việc đã làm trước đó, Adam và Michael đã cấm cô gái không được rời khỏi nhà, cũng như đến bữa tiệc cuối tuần với bạn. Scarlett vô cùng tức tối, liền đứng dậy chửi bới om sòm rồi bỏ lên phòng. Hai vợ chồng cảm thấy đứa con gái dạo gần đây tính tình có phần hung hăng hơn trước. Về phía bà bác sĩ tâm lý, đã xin đi nhờ toilet trước khi về nhà. Sau khi xong việc vừa mở cửa bước ra ngoài, bỗng nhìn thấy một bóng người lướt ngang qua, bà ta vì tò mò nên đã đi theo. Vừa đến tầng hầm ngôi nhà, bất ngờ một người mặc đồ đen xuất hiện, dùng dao đâm chết bà bác sĩ ngay lập tức. Đến khi Adam và Michael phát hiện ra thì chỉ còn lại vũng máu và bộ đồ nằm dưới sàn nhà. Bọn họ cảm thấy lo lắng nên đã vứt bộ đồ vào trong lò sưởi. Tối hôm đó, đợi khi bố mẹ mình đã đi ngủ, Scarlett rón rén thay đồ rồi lái xe đến nhà cô bạn Maya. Bọn họ cùng nhau tổ chức buổi tiệc ngủ. Nhìn thấy Scarlett chưa có đồ ngủ, Maya đã gọi cô gái vào trong phòng riêng rồi đưa bộ đồ của mình cho cô. Cả hai sau đó quấn lấy nhau. Maya bảo mình rất yêu Scarlett, còn hỏi cô gái về những bí mật thầm kín. Scarlett ngây thơ nên đã thổ lộ hết mọi chuyện, rằng cô rất thích con gái, cả những điều xấu hổ mà trước giờ cô luôn giấu kín. Đang nói chuyện thì tin nhắn điện thoại ập đến, chính là cô bạn thân Santi. Cô gái liên tục bảo Scarlett mau dừng lại, bọn họ đang livestream và ghi âm những lời cô nói. Lúc này Scarlett mới nhận ra chiếc điện thoại được giấu trong góc phòng. Thì ra đám bắt nạt đã lập mưu kế, khiến mọi bí mật của Scarlett đều bị cả trường biết được. Cô gái xấu hổ bỏ chạy về nhà. Đám bắt nạt vui vẻ gọi điện cho Scarlett để trêu chọc. Cô gái bảo rằng giờ đây mình không còn thiết sống. Trước khi từ giã cõi đời sẽ để lại một bức thư, tố cáo hết những việc làm của đám bắt nạt, cảnh sát sau đó sẽ vào cuộc điều tra, và cả đám tụi bây sẽ có một vé vào tù vì tội bắt nạt người khác. Maya nghe xong thì vô cùng sợ hãi, liền dở giọng trấn an Scarlett. Cô gái yêu cầu cả đám phải đến nhà mình sau 30 phút nữa. Nếu không nghe thì đừng trách. Thế là cả đám bắt nạt không còn cách nào phải chạy đến ngôi nhà ma ám. Bọn họ vô cùng sợ hãi từ từ bước vào trong. Vừa bước vào thì cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại.
Cả đám sau đó đi xuống tầng hầm ngôi nhà, bất ngờ có ai đó lao ra hù dọa khiến cả bọn sợ hãi chạy tán loạn. Scarlet lúc này mặc bộ đồ đen, cầm dao xông đến xiên chết từng đứa một. Bọn chúng la hét đập cửa, thế nhưng nó đã bị khóa. Sau một lúc thì bốn đứa bắt nạt đều đã chết. Scarlet vội vã mang những cái xác đi phi tang. Sáng hôm sau, Michael và Adam phát hiện Scarlet đang chám xi măng một góc tường trong phòng. Cô gái bảo rằng ở nhà chán nên đã nghĩ ra việc làm giết thời gian. Hai vợ chồng rất vui vì con gái đã chịu nghe lời. Bọn họ không biết rằng bên trong bức tường có chứa xác chết của bốn cô gái. Kể từ hôm đó, mọi thứ trong nhà bắt đầu trở nên đáng sợ. Vào một đêm khi Scarlet đang ngủ thì nhìn thấy hồn ma bà bác sĩ tâm lý. Cô gái chưa kịp hốt hoảng thì hồn ma bốn kẻ bắt nạt bất ngờ xuất hiện. Thì ra tin đồn về ngôi nhà ma ám là có thật. Nơi này sở hữu một sức mạnh tâm linh bí ẩn, khiến những ai chết trong ngôi nhà này đều sẽ được hồi sinh dưới dạng linh hồn và vĩnh viễn không thể rời khỏi đây. Đám bắt nạt tức giận vì Scarlet đã giết bọn chúng, định sẽ trả thù thì một cô gái bí ẩn bước ra ngăn cản. Cô ta vừa nói vài câu đe dọa, đám bắt nạt liền sợ hãi nhanh chóng bỏ đi. Cô gái đó là Ruby, là một hồn ma đã chết ở ngôi nhà này rất lâu trước đó. Ruby kể rằng từ nhỏ mình đã sống với người dượng biến thái, hắn ta thường xuyên lạm dụng cô, sau đó giết chết và giấu xác tại đây, khiến linh hồn cô gái không thể siêu thoát. Scarlet rất yêu thương Ruby, cả hai nhanh chóng có cảm tình với nhau. Vào một ngày, cảnh sát đến và yêu cầu điều tra ngôi nhà. Bọn họ nghi ngờ Scarlet có liên quan đến việc mất tích của bốn cô gái. Số điện thoại cuối cùng mà Maya đã liên lạc chính là Scarlet. Theo định vị thì nơi bọn họ đến trước khi mất tích cũng chính là ngôi nhà này. Adam và Michael không tin con gái mình phạm tội, bọn họ nhanh chóng đuổi cảnh sát ra khỏi nhà. Thế nhưng Scarlet biết rằng mình không thể giấu việc này lâu hơn nữa. Vào một hôm khi Adam và Michael đang nhờ thợ đến nhà để lắp ráp một số vật dụng, bỗng nghe thấy mùi hôi thối bốc ra từ trong góc tường. Bọn họ đập ra thì kinh hãi khi thấy xác chết những cô gái bên trong. Adam và Michael định bỏ chạy khỏi đó thì bị một kẻ lạ mặt chặn đường. Lúc này những hồn ma trong ngôi nhà cũng xuất hiện. Hai vợ chồng vô cùng sợ hãi, định bỏ chạy theo lối cửa sau, thế nhưng phát hiện ra bản thân không thể rời khỏi nhà. Lúc này bọn họ nhận ra mình đã chết trước đó. Thì ra chính Ruby là hung thủ đã giết Adam và Michael. Cô gái muốn giữ bọn họ ở lại đây để Scarlet không thể rời đi, mà sẽ mãi luôn ở bên cạnh mình. Một lát sau khi Scarlet về nhà thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Ruby vội vã đến trấn an cô gái. Hồn ma hai vợ chồng Adam và Michael sau đó cũng xuất hiện. Mặc dù đã chết nhưng bọn họ vẫn rất lo lắng cho cô con gái. Scarlet bảo rằng sẽ tự quyết định số phận cho cuộc đời mình, không cần ai phải quan tâm nữa. Hôm đó là đêm Halloween, đây là ngày duy nhất trong năm mà những hồn ma có thể rời khỏi ngôi nhà. Scarlet cùng Ruby vui vẻ cùng nhau đi chơi Halloween. Trong khi đó, đám bắt nạt cũng bí mật lên kế hoạch, bọn chúng định sẽ giết chết Scarlet bên ngoài ngôi nhà, để linh hồn cô gái không thể hồi sinh trở lại. Scarlet cùng Ruby lúc này vẫn không hay biết gì mà vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Bỗng cô bạn thân Santi xuất hiện, cô ta lo lắng vì Scarlet dạo gần đây không đến trường, cũng không thể liên lạc được. Scarlet bảo rằng mọi chuyện rất phức tạp, mặc dù đã cố gắng giải thích nhưng cô bạn thân không muốn nghe. Scarlet chán nản nên đã bỏ đi. Vừa lúc đó bốn cô gái trong đám bắt nạt xuất hiện, bọn chúng định làm hại Santi thì liền bị Ruby ngăn cản. Cô gái bảo rằng ai là bạn của Scarlet thì cũng là bạn của tôi. Santi nghe vậy liền bảo, nếu cô là bạn Scarlet thì không nên chỉ biết giữ cô gái bên mình, mà phải cho cô ấy sự tự do làm điều mình muốn. Ruby nghe xong trong lòng đã nhận ra điều gì đó. Sáng hôm sau cả bọn quay về nhà, Scarlet lúc này đã nói hết những suy nghĩ trong lòng. Cô rất yêu Ruby nhưng cũng muốn rời khỏi nhà để khám phá cuộc sống mới. Ruby mặc dù buồn bã nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô gái. Về phía đám bắt nạt cũng đã thay đổi suy nghĩ, bọn họ không còn trách Scarlet về vụ việc khi xưa, cho rằng bản thân cũng có lỗi khi đã bắt nạt cô gái. Scarlet sau đó vào nhà thu dọn đồ đạc và tạm biệt bố mẹ. Cô đến gặp Ruby lần cuối, cả hai ôm nhau khóc nức nở. Scarlet hứa rằng mình nhất định sẽ quay trở về thăm Ruby. Vài năm sau đó, Ruby đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi, chính là từ Scarlet. Cô gái bảo rằng thời gian qua mình đã tìm kiếm khắp mọi nơi, thông tin về người cha dượng của Ruby, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Scarlet bảo rằng mình sẽ ra tay trả mối thù năm xưa cho cô gái, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hắn sống trên đời này. Scarlet sau đó đến và giết chết tên dượng biến thái mà năm xưa đã hãm hiếp Ruby. Cô gái sau đó quay trở về ngôi nhà ma ám, gặp lại người mình yêu, cả hai ôm nhau đầy thắm thiết. Đến cuối cùng thì Scarlet cũng đã giữ đúng lời hứa của mình. Tập 3, bộ phim bị nguyền rủa. Nhân vật chính trong tập này là cặp đôi trai xinh gái đẹp, Chad và Kelly. Mặc dù đã quen nhau 6 tháng, thế nhưng mối quan hệ của bọn họ vẫn còn trong sáng. Mỗi khi Chad cố gắng tiến xa hơn đều bị Kelly ngăn cản. Cô gái tìm đủ mọi lý do, bảo rằng mình chưa sẵn sàng cho chuyện ấy, sau đó nhanh chóng bỏ đi mất. Chad nghĩ rằng bạn gái mình bị lãnh cảm, cần tìm thứ gì đó cho cô gái thêm hứng thú. Hai người bạn của cậu ta nghe xong bỗng nảy ra sáng kiến, đó là dẫn cô gái đi xem phim kinh dị. Một cậu bạn còn hé lộ rằng vào những năm 86 của thế kỷ trước, từng có một bộ phim kinh dị rất đáng sợ được ra mắt, nó có tên gọi Rabbi Rabbi.
người ta đồn rằng những ai xem qua bộ phim này đều sẽ trở nên điên loạn, không thể tự chủ bản thân mà ra tay sát hại người khác. Chad sau đó về nhà lên mạng tìm hiểu, thì biết được sự thật giống như lời cậu bạn đã nói. Khi bộ phim vừa ra rạp đã khiến rất nhiều khán giả tử vong. Ông đạo diễn sau đó còn bị bắt bỏ tù. Vì cảm thấy tò mò nên Chad quyết định sẽ rủ Kelly đi xem cùng mình. Cậu ta tìm thấy một địa điểm sẽ chiếu bộ phim này vào cuối tuần, bèn đến trường và rủ cô gái. Kelly rất vui vẻ liền đồng ý, cả hai không biết điều kinh khủng đang chờ mình phía trước. Chớp mắt thì ngày đó cũng đã đến. Địa điểm công chiếu bộ phim là một bãi đất trống gần thành phố. Khán giả sẽ tự mua vé và ngồi trong xe để xem phim. Vì đây là bộ phim kinh dị nổi tiếng, thế nên có rất nhiều khán giả vì tò mò nên đã đến xem. Khi Chad và Kelly vừa tới chỗ mua vé, thì nhìn thấy một người phụ nữ bên ngoài hàng rào. Bà ta liên tục kêu la, bảo rằng đừng nên xem bộ phim đó nếu không muốn chết. Nghĩ rằng người phụ nữ là do bên rạp phim thuê để thêm phần kịch tính, nên cả hai không quan tâm lắm những lời bà ta nói. Trước khi bộ phim bắt đầu, Chad còn gặp được hai cậu bạn thân của mình, bọn họ cũng rất hứng thú với bộ phim này. Kelly cũng rủ cô bạn trung lớp đến cùng xem. Ai nấy đều cảm thấy tò mò, không biết bộ phim có gì mà khiến khán giả điên cuồng như vậy. Chad sau đó bỗng lại vô tình gặp được người phụ nữ ngoài hàng rào lúc nãy. Bà ta bảo rằng mình là khán giả từng đi xem bộ phim vào năm 1986. Khi vừa mới bắt đầu thì rất nhiều khán giả đã lên cơn điên loạn, bạn trai của bà ta cũng là một nạn nhân. Người phụ nữ khuyên Chad nên lái xe quay về trước khi quá muộn, thế nhưng cậu không muốn bỏ lỡ buổi hẹn hò thú vị này cùng Kelly. Một lát sau cũng đã đến giờ công chiếu. Chủ rạp phim là một người phụ nữ lớn tuổi, bà ta nhận cuộn phim từ một người đàn ông bí ẩn, sau đó lắp nó vào máy chiếu để phát trên màn hình. Bộ phim vừa mới bắt đầu được vài phút, khán giả bên dưới đã bắt đầu bị thôi miên, đôi mắt bọn họ từ từ chuyển sang màu đỏ ngầu. Chad và Kelly vì mải mê hôn hít nhau nên may mắn chưa nhìn vào màn hình. Trong khi đó cô bạn thân của Kelly thì không được như vậy, cô ta đang xem phim cùng cậu bạn trai, bỗng dưng lên cơn điên loạn, lao đến cắn nát cổ quý của cậu ta. Khán giả xung quanh cũng bắt đầu bị bộ phim ảnh hưởng. Bọn họ lao đến tấn công những người khác, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Chad và Kelly lúc này mới nhận ra sự việc, bọn họ định lái xe rời đi thì bất ngờ cô bạn thân của Kelly lao lên nóc xe, cố gắng đập nát tấm kính. Kelly không còn cách nào phải lái xe tông thẳng vào tường, khiến cô bạn thân đập đầu chết ngay lập tức. Trong khi đó ở bên trong phòng chiếu phim, người đàn bà bên ngoài hàng rào lúc nãy đang lén lút bước vào, định phá cuộn băng ghi hình để ngưng bộ phim lại. Thế nhưng không biết rằng bà chủ rạp lúc này cũng đã bị nhập, bà ta điên cuồng lao đến tấn công người phụ nữ, sau đó dùng kéo đâm vào mắt của bà ta. Cậu giúp việc nhìn thấy định đến ngăn cản, thế nhưng cũng chịu chung số phận. Về phía Chad và Kelly, tranh thủ lúc đám đông đang hỗn loạn đã nhanh chóng chạy vào phòng chiếu phim và khóa cửa lại, may mắn thoát chết trong gang tấc. Lúc này bọn họ kinh hoàng phát hiện xác người phụ nữ và cậu giúp việc đang nằm dưới sàn, cơ thể họ bị cắt nát vô cùng đáng sợ. Trong lúc Kelly đang đi tìm vũ khí phòng vệ, bất ngờ bà chủ rạp phim xuất hiện lao đến tấn công cô gái, Chad nhanh chóng chạy đến ngăn cản. Trong lúc nóng giận cậu ta đã điên cuồng dùng vật nặng đập liên tiếp vào đầu, khiến bà ta chết ngay lập tức. Sáng hôm sau, vụ bạo loạn cũng đã chấm dứt, xác người nằm la liệt khắp bãi đất. Chad và Kelly là hai người còn sống duy nhất, thế nhưng bọn họ không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng, mà quyết định sẽ đến nhà ông đạo diễn, để trả lại tất cả những gì hắn đã gây ra. Sau khi tìm kiếm thông tin trên cuộn phim, cả hai đã tìm thấy nhà của tên đạo diễn. Hắn ta biết được vụ việc đã xảy ra tối qua, không những không lo sợ mà ngược lại còn rất sung sướng. Tên đạo diễn cho rằng bộ phim của mình đã đạt đến trình độ tối thượng, một bộ phim kinh dị mà nhân vật chính không phải các diễn viên, mà chính là khán giả ngồi trước màn ảnh. Tên đạo diễn còn bảo rằng, những năm tháng trong tù đã bí mật ghi chép lại đoạn phim, để có thể tạo ra một bản copy hoàn chỉnh từ bản gốc. Hắn nỗ lực khôi phục lại bộ phim khi xưa, chủ yếu để khán giả trên toàn thế giới có thể thưởng thức và khen ngợi tài nghệ của hắn. Kelly tức giận liền bắn hai phát đạn vào chân tên đạo diễn, sau đó châm lửa đốt căn nhà của hắn. Tên đạo diễn trước lúc chết liên tục bảo rằng, sẽ có một ngày bộ phim này được ra mắt trên toàn thế giới. Vài tháng sau, Kelly và Chad đang vui vẻ hú hí với nhau trên giường. Bọn họ không biết bộ phim nguyền rủa đã có mặt trên nền tảng Netflix. Bên ngoài thành phố, những vụ nổ kinh hoàng xảy ra khắp mọi nơi, báo hiệu cho một thảm kịch mới sắp bắt đầu. Tập 4, trò chơi nghịch ngợm. Nhân vật chính trong tập này là bốn cậu bạn thân chung nhóm. Công việc của bọn họ là streamer và YouTuber. Trưởng nhóm Jin, cậu bạn người châu Á Wyatt. Anh ra đen James, cuối cùng là cậu quay phim Barry. Để có nhiều lượt xem và đăng ký kênh, bọn họ chấp nhận làm những trò chơi khăm, những trò đùa lố lăng để thu hút khán giả. Các video của bốn anh chàng nhanh chóng trở thành xu hướng và thu về cho họ rất nhiều tiền. Vào một hôm khi bốn người đang dạo chơi bên ngoài công viên, bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang chuẩn bị nhảy cầu để kết liễu đời mình. Những tưởng bọn họ sẽ chạy đến can ngăn, thế nhưng Jin quyết định sẽ quay lại cảnh tượng trên và đăng lên mạng. Ban đầu Barry tỏ vẻ không đồng ý, thế nhưng nhìn thấy ba người bạn của mình đang hăng hái, cậu ta cũng đành phải làm theo. Người đàn ông sau đó nhảy xuống bên dưới,
Toàn bộ quá trình đều được camera thu lại, Jin còn cho rằng cảnh tượng trên quá sức điên rồ, nhất định sẽ thu hút rất nhiều lượt xem. Đêm hôm đó, bốn anh chàng đã mời rất nhiều bạn bè đến tổ chức party, trong lúc mọi người đang chơi đùa vui vẻ. Jin quyết định sẽ đăng luôn đoạn video lên cho nóng. Tưởng rằng tất cả sẽ trầm trồ thích thú, thế nhưng những người ở đó vừa xem xong thì thất vọng bỏ về. Bọn họ cho rằng các anh chàng đã đi quá giới hạn. Một ngày sau khi đoạn video được đăng tải, đã xuất hiện rất nhiều bình luận chửi bới, kênh của bọn họ cũng bị giảm 50.000 người theo dõi. Đa số đều cho rằng quay một người đang chuẩn bị tự vẫn để câu like thì không thể chấp nhận được. Cả đám bắt đầu lo lắng, không nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ đến vậy. Thế nhưng anh chàng trưởng nhóm Jin lại cho rằng tình hình vẫn có thể cứu vãn được, chỉ cần quay thêm nhiều video nội dung hấp dẫn khác thì người xem sẽ mau chóng quên đi đoạn video kia. Thế là bốn anh chàng lại tiếp tục làm những trò hề để thu hút người xem, những nội dung càng lúc càng trở nên lố lăng phản cảm, lượt xem cứ thế giảm dần đều, các nhà tài trợ liên tục chấm dứt hợp đồng, đồ đạc xe cộ trong nhà cũng bị thu hồi lại. Ra đường thì bị những cô gái xinh đẹp chọc ghẹo. Bốn anh chàng lúc này đã bắt đầu lo lắng, thế nhưng bọn họ không bỏ cuộc mà quyết định tiếp tục quay thêm những video khác. Gần đến ngày lễ Giáng sinh, bốn người đi vào trung tâm thương mại để quay ông già Noel. Nhìn thấy đám trẻ con đang đứng chụp hình, tên trưởng nhóm Jin liền tiến đến chọc ghẹo. Hắn ta đứng trước bọn trẻ và bảo rằng ông già Noel không có thật, đó chỉ là các ông bố bà mẹ hóa trang thành. Sau đó còn cười đùa chỉ trích ông lão hóa trang. Ông ta tức giận liền đứng dậy đập một phát vào người Jin, bảo rằng rồi chúng bay sẽ phải hối hận. Bốn cậu thanh niên tất nhiên là không chút gì hối lỗi. Buổi tối hôm đó còn về nhà vui vẻ đăng video mới. Bỗng Jin nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát. Bọn họ bảo rằng ông già Noel mà nhóm của Jin đã gặp chính là một kẻ sát nhân. Hắn là một người cuồng tín, đã giết chết diễn viên đóng vai ông già Noel thật và mặc trang phục của nạn nhân. Giờ đây hắn đã trốn thoát và cảnh sát chưa thể tìm thấy. Jin nghe xong thì cảm thấy có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ rằng mình không có liên quan gì nên chắc sẽ không sao. Trong khi đó, cậu bạn người châu Á trong nhóm đang xuống kho để lấy nước uống. Vừa mở cửa tủ lạnh bỗng thấy một chiếc camera hướng thẳng về phía mình. Cậu ta chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ tên sát nhân đã đứng sau lưng, một tay vặn đầu của cậu thanh niên 180 độ, khiến cậu ta chết ngay lập tức. Toàn bộ quá trình đều được camera quay lại. Đoạn video sau đó được đăng tải lên kênh của nhóm. Người xem tỏ ra thích thú, cho rằng kỹ xảo và hóa trang rất khéo. Đám của Jin nhìn thấy cũng tưởng cậu bạn đang giở trò. Thế nhưng chờ một lúc không thấy cậu ta quay lại, Jin liền đi xuống kho kiểm tra nhưng không thấy đâu. Vừa bước ra ngoài sân, bất ngờ chạm trán với tên sát nhân, hắn là một gã đàn ông độ tuổi trung niên. Jin định bỏ chạy thì bị hắn lao đến dùng gậy đập liên tiếp vào người. Tên sát nhân sau đó trói cậu ta lại bằng những sợi dây điện treo bóng đèn. Jin cố gắng la hét kêu cứu, thế nhưng miệng đã bị bịt chặt. Tên sát nhân không chút chần chừ liền ném cậu thanh niên xuống hồ bơi, khiến cậu ta bị điện giật đến chết. Lúc này anh da đen và cậu quay phim đang ở trong nhà, bỗng nhận ra có gì đó bất thường, bọn họ phát hiện Jin đã chết nằm bên ngoài sân. Cả hai sợ hãi liền nhanh chóng chạy ra ngoài xe, thế nhưng tên sát nhân đã phục kích sẵn trên mái nhà, hắn bắn tên về phía hai người. Anh da đen không may trúng mũi tên đâm xuyên qua đầu, khiến anh ta chết không kịp ngáp. Chỉ còn lại cậu quay phim, cậu ta bị trúng mũi tên ở chân, bèn cố gắng lết vào nhà và rút mũi tên ra. Định gọi cho cảnh sát nhưng phát hiện chiếc điện thoại đã bị hỏng. Cậu ta không còn cách nào phải nhắn tin cầu cứu fan hâm mộ, thế nhưng ai cũng nghĩ rằng đây là một trò đùa. Lúc này tên sát nhân đã đứng trên ống khói lò sưởi, hắn tưới xăng thẳng vào người cậu thanh niên, sau đó châm lửa đốt, cậu ta bị ngọn lửa bao trùm khắp cơ thể, chỉ biết la hét bỏ chạy, cuối cùng rơi xuống nước và bỏ mạng. Cuối phim, cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, xác bốn cậu thanh niên nằm trong khuôn viên ngôi nhà. Đặc biệt cơ thể tên trưởng nhóm còn thành nhiều mảnh, trang trí cho cây thông Noel. Theo bạn thì bọn họ có xứng đáng bị trừng phạt như thế này không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Tập 5. Mang thai. Nhân vật trong tập này là đôi vợ chồng trẻ. Cô gái tên Lip là một phú bà giàu có chính hiệu. Cô có người chồng là Matt, là một diễn viên trẻ tài năng. Cả hai cưới nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Mặc dù đã đến nhiều bệnh viện và thử nhiều biện pháp hỗ trợ khác nhau, thế nhưng kết quả vẫn là con số không tròn chỉnh. Lip không bỏ cuộc mà quyết tâm sẽ mang thai cho bằng được. Cô rất giàu nên chi phí tiền bạc không phải vấn đề. Vào một hôm khi Lip đến bệnh viện, bỗng gặp một y tá đang trực bên ngoài. Cô ta biết rằng Lip đã đến đây nhiều lần, cảm thấy tội nghiệp, nên đã bí mật nói cho Lip nghe một cách để giúp cô dễ dàng có con. Nữ y tá sau đó đưa cho Lip một bức tượng màu đen hình thù kỳ quái, bảo rằng nếu đặt thứ này ở dưới giường, nó sẽ giúp hai người mau chóng có con. Lip nghe xong thì bán tín bán nghi, thôi thì thử xem vì cũng không mất mát gì. Cô gái sau đó đã nghe lời nữ y tá, đặt bức tượng dưới giường nhà mình, quả nhiên nó thực sự có hiệu quả. Hơn một năm sau, Lip đã mang thai và sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên giống với những người mẹ lần đầu có con, Lip cảm thấy mệt mỏi và trầm cảm sau sinh. Cô cảm thấy đứa bé này không thích mình. Chỉ cần được cô bế là nó sẽ khóc ré lên. Vào một hôm Lip tình cờ tìm thấy bức tượng màu đen dưới gầm giường, cô từ lâu đã quên sự tồn tại của nó.
Lip sau đó đem bức tượng bỏ vào hộp và cất trong kho. Tối hôm đó cô vừa chợp mắt định đi ngủ, bỗng hoảng hốt nhìn thấy thứ gì đó đang đứng trong phòng đứa con trai. Lip vội vã chạy vào kiểm tra nhưng không có ai. Cô vừa bước đến kiểm tra tủ quần áo, bất ngờ. Matt sau khi biết tin thì cho rằng Lip chỉ nhìn thấy ảo giác, do dạo này cô thường xuyên mất ngủ. Anh ta sau đó giới thiệu Lip cho một vị bác sĩ tâm lý. Nhờ bà ta tư vấn và cấp thuốc điều trị, tình hình của cô gái đã trở nên khá hơn. Thế nhưng điều đó không kéo dài được lâu. Vào một ngày khi Lip đang nói chuyện với Matt, bỗng nghe tiếng con trai khóc trong phòng. Chạy vào kiểm tra thì thấy bức tượng đáng sợ đặt trên đầu giường. Điều kỳ lạ là hình dáng nó đã thay đổi so với trước đây. Lip nhanh chóng chạy đến hỏi bà giúp việc. Bà ta vừa nhìn thấy bức tượng thì tỏ vẻ sợ hãi, liền xin phép nghỉ việc và chạy khỏi nhà không quay đầu lại. Điều này càng khiến Lip thêm phần lo lắng. Cô gái bỗng nghe thấy tiếng động lạ, bèn xuống tầng hầm kiểm tra. Tại đây Lip phát hiện những vết cào trên tường, đường ống nước thì bị thứ gì đó vẽ gãy. Lip sau đó kể chuyện này với Matt, anh ta cho rằng những vết cào chắc chỉ do chuột làm ra. Thế nhưng cô gái cảm thấy có gì đó đáng sợ hơn nhiều. Cô gái sau đó lên mạng và điều tra về nguồn gốc bức tượng, phát hiện ra nó là một thứ vô cùng hắc ám. Bức tượng biểu trưng cho quỷ Beelzebub, một trong 72 con quỷ của chúa tể Solomon. Nó là thứ tà ác, bị nghiêm cấm trưng thờ trên khắp thế giới. Lip sợ hãi chưa biết làm gì, bỗng lại nhìn thấy con quỷ xuất hiện trong camera. Cô gái vội vã chạy đến phòng con trai, tại đây nghe thấy một âm thanh rè rè phát ra trong điện thoại. Lip sau đó đã ghép những đoạn âm thanh lại với nhau và chỉnh tốc độ nhanh. Cô kinh hoàng khi nghe thấy một giọng nói của ai đó, nó bảo rằng tao muốn đứa trẻ. Lip nghe xong thì rất lo lắng. Những ngày sau đó cô gái chỉ ở trong nhà không dám đi đâu, tinh thần vô cùng hoảng loạn, cơ thể dần dần trở nên yếu ớt. Ma thấy vậy liền gọi bà bác sĩ tâm lý đến. Bà ta khuyên cô gái nên dành thời gian nghỉ ngơi, có thể âm thanh đó chỉ là sự trùng hợp, hoặc do cô tự tưởng tượng ra mà thôi. Bà bác sĩ trước khi ra về, còn đưa cho Lip một lọ thuốc điều trị trầm cảm. Vào một ngày, Ma gọi bạn bè của mình đến nhà để cùng nhau ăn tối. Bọn họ không có việc gì làm nên đã bày ra trò chơi cầu cơ. Đây là phương thức cổ xưa để giao tiếp với những linh hồn ở thế giới bên kia. Khi cô gái vừa hỏi, có ai đang hiện diện ở đây không? Bất ngờ bàn cầu cơ dịch chuyển, nó ghép những chữ cái lại thành một câu, đứa trẻ sẽ là của tao. Lip nhìn thấy thì vô cùng hoảng loạn, bất chấp Matt giải thích đó chỉ là trò chơi, cô gái không quan tâm mà bỏ đi về phòng. Ngày hôm sau, Lip đã bí mật đến nữ y tá trong bệnh viện, yêu cầu cô ta giải thích về bức tượng và làm cách nào để ngăn chặn được nó. Nữ y tá bảo rằng bức tượng đó không phải là thứ ma quỷ, mà là một vật linh thiêng được dòng họ của cô truyền giữ qua nhiều thế hệ. Nữ y tá sau đó đưa cho Lip một quyển sách cổ và một con dao, bảo rằng nếu làm theo những lời ghi trong sách, nó sẽ giúp cô diệt trừ được thứ đang ám lấy con trai cô. Tối hôm đó, Lip bắt đầu thực hiện nghi lễ theo hướng dẫn trong sách. Cô cắt bàn tay và nhỏ máu vào bức tượng, sau đó liên tục đọc thần chú, tay cầm con dao chém loạn xạ xung quanh. Đột nhiên sau lưng có tiếng động, Lip vừa vung dao thì bất ngờ trúng vào người của Matt, vết thương đâm sâu vào vai nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Sau sự việc đó Lip bị đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Mặc dù Matt khuyên cô nên quay về nhưng cô không muốn, Lip sợ rằng mình sẽ lại làm hại những người xung quanh. Matt sau đó tạm biệt vợ và lên xe quay về nhà. Trên xe còn có một người phụ nữ khác, chính là nữ y tá trong bệnh viện. Lúc này mọi việc đã dần sáng tỏ, thì ra tất cả đều là kế hoạch của Matt. Hắn đã nhờ nữ y tá đưa bức tượng cho Lip, khiến cô tin quỷ dữ có thật. Matt làm mọi thứ để khiến tâm trí Lip trở nên điên loạn, sau đó tất cả tiền bạc tài sản của cô sẽ thuộc về hắn. Đám bạn thân của Matt cũng nằm trong kế hoạch. Bọn họ là người đã đặt bức tượng vào phòng đứa bé, tạo ra những vết cào dưới tầng hầm. Trò chơi cầu cơ cũng là một phần của kế hoạch. Matt thậm chí còn đổi thuốc điều trị của vợ bằng thuốc an thần. Mọi việc hắn làm đều vì lòng tham vô đáy. Bọn chúng còn cùng nhau ăn mừng ngày Lip vào viện tâm thần. Matt sau đó vào phòng đứa con trai để kiểm tra. Đám bạn bên ngoài đang nói chuyện bỗng điện bất ngờ chợt tắt. Bọn chúng nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ liền nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng từng người một bị giết chết một cách man dợ. Matt một lúc sau nghe tiếng hét liền chạy ra kiểm tra, phát hiện một con quỷ hình dáng đáng sợ, nó dùng một tay bẻ gãy cổ nữ y tá. Matt tưởng rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, thế nhưng con quỷ tha chết cho hắn và biến mất. Sau vụ việc đó, Matt bị nghi ngờ là kẻ sát nhân giết hại 4 mạng người, hắn bị cảnh sát bắt và bỏ tù. Lip lúc này đã ra viện, cô một mình đến thăm chồng. Matt cố gắng kể lại những chuyện kinh hoàng đã xảy ra, thế nhưng Lip hoàn toàn không tin. Cô gái không muốn nghe thêm bất kỳ thứ gì từ kẻ phản bội, nên đã nhanh chóng bỏ đi. Không ai biết rằng chính Lip là người đã triệu hồi con quỷ. Lúc trong bệnh viện, cô gái đã bí mật đem theo một mảnh giấy trong quyển sách cổ. Sau đó dùng chính máu của mình để thực hiện nghi lễ. Tưởng rằng những câu thần chú là giả, thế nhưng nó đã thực sự triệu hồi được con quỷ và khiến nó trở thành tay sai cho Lip. Cuối tập phim, cô gái muốn sinh thêm một đứa bé nữa, nhưng lần này bố của nó không phải Matt mà chính là con quỷ đáng sợ kia. Tập 6, bí mật khu rừng. Một gia đình trẻ gồm 3 người đang lái xe đi du lịch. Ông bố là Jay, bà mẹ là Adi, đứa con trai là Jacob. Địa điểm của bọn họ là bãi cắm trại trong công viên quốc gia. Nơi này là một khu rừng rộng lớn, được xem là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Mỹ.
Hàng năm có rất nhiều người đến đây cắm trại. Cả gia đình sau đó đậu xe kế bên một hồ nước. Bọn họ đã chuẩn bị kế hoạch cắm trại này từ rất lâu. Cậu con trai nhỏ tỏ vẻ rất thích thú, hai vợ chồng cũng tận hưởng niềm vui sau những ngày tháng làm việc văn phòng mệt mỏi. Bọn họ không biết rằng, phía sau lưng mình có một bóng người bí ẩn đang dõi theo. Sáng hôm sau, Jay dẫn theo Jacob vào rừng, cùng cậu bé chơi trò trốn tìm. Đứa trẻ thích thú núp sau những thân cây. Jay chậm rãi đi theo sau, vừa chớp mắt bỗng phát hiện đứa con trai đã biến mất. Ông ta vội vã chạy xung quanh tìm kiếm, thế nhưng không hề có dấu tích nào của cậu bé. Hai vợ chồng hoảng hốt cố gắng lục tung cả khu rừng, tuy nhiên cậu bé như đã bốc hơi khỏi mặt đất. 10 năm sau, dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng Jacob vẫn bặt vô âm tính. Hai vợ chồng cũng không còn hy vọng, cả hai sau sự cố năm đó cũng đã ly thân với nhau. Bỗng một ngày có một người đàn ông tìm đến nhà của Jay. Ông ta tự xưng mình là thợ săn trong công viên quốc gia, tình cờ tìm thấy dấu vết của cậu con trai Jacob. Ông ta sau đó đưa cho Jay xem bức hình mình đã chụp được, trong đó là hình ảnh một cậu bé, rất có thể đó là Jacob bị mất tích bấy lâu nay. Nhìn thấy Jay có vẻ không tin, ông thợ săn còn đưa ra một chiếc la bàn cũ, chính là thứ mà Jacob trước khi mất tích đã treo trên cổ. Jay nhìn thấy thì vô cùng sốt sắng, sau bao nỗ lực cuối cùng cũng có người tìm thấy dấu vết của cậu con trai. Jay sau đó đến nhà Adi và thông báo vụ việc, còn yêu cầu bà ta cùng mình vào rừng để tìm kiếm. Tuy nhiên Adi cho rằng đây chỉ là một vụ lừa đảo, từ sau vụ mất tích có rất nhiều kẻ tìm đến hai vợ chồng, giả vờ bảo rằng đã tìm thấy đứa con trai, tuy nhiên chủ yếu chỉ để moi tiền từ bọn họ. Jay sau một lúc cố gắng khuyên nhủ, cuối cùng Adi cũng đã đồng ý đi cùng, còn hứa rằng đây sẽ là chuyến đi cuối cùng để tìm kiếm Jacob. Ngày hôm sau, cả hai cùng ông thợ săn vào lại công viên quốc gia. Bọn họ đi sâu vào trong rừng. Tại đây có một ngôi nhà gỗ để nghỉ chân. Jay trong lúc nhìn xung quanh thì bỗng phát hiện ai đó sau đám cây, thế nhưng khi nhìn lại thì nó đã biến mất. Lúc này có một cậu trai trẻ xuất hiện, cậu ta tự xưng mình là Stan, là cán bộ kiểm lâm tại đây. Sau khi nghe Jay trình bày việc mình đến đây để tìm con trai, Stan khuyên vợ chồng ông hãy quay về, đừng nên đi sâu vào rừng nếu không muốn chuyện xấu xảy ra. Thế nhưng bọn họ vẫn quyết định đi tiếp. Sau nửa ngày đường đi bộ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ba người vô cùng kinh hoàng. Xác người nằm la liệt khắp nơi, bọn họ dường như là thổ dân da đỏ. Trong lúc Jay và Adi chưa biết làm gì, bất ngờ tên thợ săn rút súng chỉa về phía bọn họ. Thì ra tất cả đều là do hắn dựng chuyện nên. Tên thợ săn muốn chiếm lấy tiền và tài sản của hai vợ chồng, nên đã dụ họ vào rừng, định giết chết rồi báo cảnh sát cả hai mất tích. Do khu rừng này vô cùng rộng lớn, nên sẽ không ai biết hắn là hung thủ. Jay cố gắng thương lượng với tên sát nhân, vừa lúc đó cái xác đằng sau bất ngờ ngồi dậy, lao đến cắn vào cổ tên thợ săn, hắn la hét đau đớn, vô tình bóp cò súng khiến viên đạn trúng vào người của Jay. Những cái xác xung quanh lúc này cũng bắt đầu ngồi dậy, vây kín tên thợ săn và ăn thịt hắn ta. Jay và Adi hoảng hốt liền bỏ chạy, bọn họ quay về ngôi nhà giữa khu rừng. Jay bị thương nên được cậu kiểm lâm Stan băng bó tạm thời. Khi nghe tin tên thợ săn đã chết, Stan tỏ vẻ không bất ngờ, cậu ta sau đó kể lại mọi chuyện cho Jay và Adi. Khu rừng này là nơi sinh sống của một bộ tộc thiểu số, điều đáng sợ là bọn họ là những kẻ thích ăn thịt người. Mỗi năm khu rừng ghi nhận hơn 2.000 vụ mất tích của du khách, thế nhưng chính phủ không công bố nguyên nhân mà âm thầm che đậy bí mật. Bọn họ cho rằng nếu công khai thông tin sẽ khiến lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Sau khi kể lại mọi chuyện cho hai vợ chồng, Stan bước vào phòng ngủ để gọi cho bên trung tâm trợ giúp. Đang nói chuyện bỗng đường dây bị mất kết nối. Phía trên đầu, một tên thổ dân đã núp sẵn từ lúc nào, nó lao xuống tấn công Stan. Lúc này những tên thổ dân khác cũng xông vào từ đường cửa sổ. Bọn chúng có hình thù kỳ quái, một số con còn to như người khổng lồ. Jay cố gắng dùng súng bắn đe dọa, thế nhưng được một vài phát thì nó đã hết đạn. Lúc này Stan từ trong phòng chạy ra ngoài, cậu ta nhanh chóng bị đám thổ dân bao vây, chúng mổ bụng và móc nội tạng của cậu thanh niên tội nghiệp. Jay và Adi tranh thủ thời cơ liền bỏ chạy vào rừng, đám thổ dân nhanh chóng đuổi theo. Sau một lúc hai vợ chồng đã bị bao vây. Lúc này thủ lĩnh của đám thổ dân xuất hiện, không ai khác chính là Jacob, đứa con trai bị mất tích năm xưa. Hai vợ chồng nhìn thấy thì vô cùng vui mừng, thế nhưng bọn họ không vui được lâu. Jacob sau 10 năm sống chung với lũ thổ dân, cậu bé đã không còn nhân tính. Jacob sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ lao đến ăn thịt Jay và Adi. Còn cậu ta thì ngồi đó nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Tập 1, ngôi nhà búp bê. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1961, nhân vật chính là cô gái trẻ xinh đẹp Kobe. Cô đến xin việc làm cho một nhà máy chuyên sản xuất búp bê. Đứng đầu nơi này là người đàn ông trung niên tên Van Uất. Sau khi đọc qua hồ sơ xin việc, ông ta rất ấn tượng với thành tích của Kobe. Cô luôn dẫn đầu các kỳ thi, là thủ khoa của trường. Để một người tài giỏi thế này làm công việc thư ký thì quá uổng phí. Van Uất quyết định sẽ cho cô gái vào một vị trí đặc biệt. Lúc này một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, chụp thuốc mê khiến cô gái ngất xỉu ngay lập tức. Đến khi Kobe tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong một ngôi nhà kỳ lạ. Tên Van Uất xuất hiện bảo rằng cô chính thức là thí sinh cho cuộc thi tuyển chọn người mẹ hoàn hảo của hắn. Kobe chưa kịp hiểu chuyện gì, tên chủ nhà đã nhanh chóng rời đi, khóa cửa nhốt cô gái bên trong.
Lúc này những con búp bê trong ngôi nhà bỗng dưng chuyển động. Bọn họ lột mặt nạ ra, bên trong là những cô gái trẻ xinh đẹp. Các cô gái bảo rằng bản thân cũng bị bắt cóc đến đây để tham gia cuộc thi đáng sợ của tên chủ nhà. Hắn trước đây có một người vợ và một đứa con trai tên Otis. Vào một ngày, Van Watt bắt quả tang vợ mình đang lén lút quan hệ với một người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, hắn nhẫn tâm giết chết cặp tình nhân, vứt xác bọn họ xuống cái giếng sâu gần nhà. Kể từ đó, Van Watt quyết tâm tìm ra một người vợ, người mẹ hoàn hảo cho đứa con trai của hắn. Các cô gái bị bắt cóc đến đây để tham gia cuộc thi tuyển chọn, nhằm tìm ra người hoàn hảo nhất. Vừa nói xong thì tiếng chuông bỗng reng lên, các cô gái vội vàng tìm lấy trang phục của mình và mặc vào. Kobe cũng chọn cho mình bộ đồ chú hề. Một lát sau đứa con trai của Van Watt cũng xuất hiện, cậu ta ngay lập tức chú ý đến Kobe, yêu cầu cô gái mau làm trò cho mình xem. Kobe sau đó làm một trò ảo thuật, khiến chiếc xe đồ chơi tự di chuyển. Điều này khiến Otis vô cùng bất ngờ, cậu ta bắt đầu có ấn tượng đặc biệt với Kobe. Vừa mới vào chưa được lâu đã trở thành tâm điểm, điều này khiến Kobe bị những cô gái khác ganh ghét. Một cô gái tên Aurelia tức giận bảo rằng, tôi sẽ đánh bại cô và trở thành người được chọn. Kobe ngạc nhiên không hiểu tại sao những cô gái này lại muốn trở thành vợ của tên chủ nhà đến thế. Cô không biết rằng cuộc thi này chỉ có duy nhất một người chiến thắng, và những kẻ thua cuộc sẽ phải chịu hình phạt kinh hoàng. Tối hôm đó là ngày kiểm tra kiến thức định kỳ. Tên chủ nhà Van Watt xuất hiện, hắn ra đề bài là sắp xếp dụng cụ ăn uống theo chủ đề được chọn, người thấp điểm nhất sẽ bị loại ngay lập tức. 1:30 bắt đầu, các cô gái nhanh chóng sắp xếp dao muỗng nghĩa theo thứ tự. Kobe không hề biết những thứ này, bèn nhìn lén cách cô gái đối diện đang làm rồi bắt chước theo. Tên chủ nhà sau đó đi vòng quanh kiểm tra. Aurelia là người duy nhất đạt điểm hoàn hảo. Kobe bị sai 3 lỗi cơ bản, tưởng rằng bản thân đã bị loại. Thế nhưng cô gái ngồi bên cạnh không may đã làm sai nhiều hơn. Cô ta bị tên bảo vệ trích điện, sau đó ném cả cơ thể xuống cái giếng bên ngoài. Các cô gái khác nhìn cảnh tượng thì vô cùng sợ hãi. Thế nhưng Aurelia không hề quan tâm, cho rằng bản thân đã bớt đi được một đối thủ. Sáng hôm sau, Otis lại đến gặp Kobe như mọi khi. Trải qua vài lần nói chuyện với nhau, Kobe cảm thấy cậu bé này cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ nên tính tình dễ cáu gắt, nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Kobe hứa rằng nếu mình thoát khỏi đây, nhất định sẽ dẫn cậu bé đi cùng. Vài ngày sau, một bài kiểm tra nữa lại tiếp tục diễn ra. Lần này chủ đề là về ủi và gấp quần áo. Kobe như mọi khi vẫn rất luống cuống, cô gái không may còn làm cháy xém cả chiếc áo. Tên Van Watt tức giận liền cầm chiếc bàn ủi đang nóng đặt vào tay cô gái. Kobe vô cùng đau đớn nhưng không dám thét lên. Tưởng rằng mình sẽ là người bị loại, thế nhưng Van Watt lại chọn một cô gái khác thay thế. Cô ta bị tên bảo vệ dùng dao đâm vào người đến chết. Giờ đây ngôi nhà chỉ còn lại 3 người. Kobe không muốn bất kỳ ai trong bọn họ phải chết nữa, cô nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Đêm hôm đó là kỳ kiểm tra cuối cùng. Van Watt cùng tên bảo vệ bước vào nhà, ngay khi bọn chúng vừa đi khuất đằng sau, Kobe liền dùng sức mạnh bí ẩn của mình, khiến cánh cửa tự động bật mở, 3 người nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Kobe không bỏ trốn cùng 2 người kia, mà quyết định sẽ đến đón Otis. Trong khi đó, tên Van Watt sau một lúc đứng nói chuyện, bất ngờ phát hiện đám trước mặt chỉ là những con ma nơ canh. Hắn tức giận ra lệnh toàn bộ bảo vệ đuổi theo các cô gái. Bọn họ cố gắng bỏ chạy, thế nhưng khuôn viên này vô cùng rộng lớn. Cô gái mà không may bị vấp ngã, Aurelia định giết cô ta để một mình chạy trốn. Bất ngờ một phát súng văng lên nhắm thẳng vào đầu, khiến Aurelia chết ngay lập tức. Đám bảo vệ đã đuổi kịp, cô gái mập còn lại cũng chịu chung số phận. Trong khi đó, Kobe đã lén đến biệt thự của Van Watt. Cô chạy tới phòng Otis, yêu cầu cậu bé mau đi cùng mình. Thế nhưng Otis bất ngờ lấy ra cây trích điện, đâm vào người Kobe khiến cô ngã ra sàn bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang bị trói, tên Van Watt đứng kế bên. Hắn bảo rằng bản thân đã biết rõ kế hoạch bỏ trốn của Kobe, những con búp bê trong ngôi nhà đều có gắn thiết bị nghe lén. Thế nhưng hắn vẫn cho kế hoạch diễn ra, như là một bài kiểm tra cuối cùng. Trong 3 cô gái chỉ mình Kobe quan tâm đến Otis, thế nên cô chính thức vượt qua bài kiểm tra, trở thành mẹ của Otis. Kobe chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ một tấm kim loại ở phía trên từ từ đè lên người cô gái, tiếng la hét thất thanh vang lên. Thì ra để trở thành mẹ của Otis, Kobe đã bị tên chủ nhà đổ một lớp thạch cao vào người, khiến cô trở thành một con búp bê sống theo nghĩa đen. Kobe nghĩ rằng bản thân sẽ ở lại nơi kinh hoàng này mãi mãi, thế nhưng bất ngờ có 2 cô gái lạ mặt xuất hiện. Bọn họ chỉ dùng ánh mắt đã khiến tên bảo vệ cùng Van Watt đứng im không thể nhúc nhích. 2 cô gái bảo rằng Kobe là một phù thủy, cô có sức mạnh phép thuật, thế nhưng nó vẫn còn rất yếu, bọn họ đến để đưa cô về trường dạy phép thuật. Kobe biết rằng đây là lúc cuộc đời mình thay đổi, cô gái trước khi đi còn dẫn theo Otis đi cùng. 2 phù thủy sau đó búng tay tạo ra lửa, thiêu chết Van Watt cùng tên bảo vệ trước sự bất lực của bọn chúng. Cuối tập phim, Kobe đã trở thành một học viên của trường dạy phù thủy. Otis cũng kết bạn được với một cô bé tóc đỏ tên Mơ Tờ. Để biết thêm thông tin về ngôi trường phù thủy và các sự kiện diễn ra sau này, các bạn có thể xem qua ở mùa thứ 3, dòng phim chính của series American Horror Story Hội Phù Thủy nhé. Tập 2, Hào Quang. Một công ty chuyên sản xuất camera vừa cho ra mắt một sản phẩm mới. Nó có tên gọi Hào Quang, là một chiếc camera đặt trước cửa nhà, kết nối với điện thoại thông qua mạng Wi-Fi.
Nó giúp người dùng có thể nói chuyện với khách bên ngoài mà không cần ra mở cửa. Một cô gái trẻ tên Jasmine, trong lúc đi siêu thị thì nhìn thấy chiếc camera này. Sau một lúc đắn đo, cô gái cuối cùng đã quyết định mua nó về. Chồng của Jasmine là Bryce, cảm thấy việc cô gái bỏ số tiền lớn để mua chiếc camera này là phí phạm. Thế nhưng Jasmine luôn có lý do đằng sau. Từ nhỏ cô gái đã là nạn nhân của một vụ trộm cắp. Kể từ đó Jasmine luôn cảm thấy bất an mỗi khi nghe tiếng gõ cửa, cho rằng có người đang muốn đột nhập vào nhà. Bryce sau đó không còn cách nào phải lắp chiếc camera ngay trước cửa. Buổi tối hôm đó Jasmine một mình ở nhà. Cô gái đang làm việc trên phòng thì điện thoại thông báo có ai đó đứng trước cửa. Jasmine mở camera lên kiểm tra nhưng lại không thấy gì. Cô gái đi ra ngoài thì phát hiện đó chỉ là con gấu mèo. Jasmine sau đó đi vào nhà tắm để đánh răng, bỗng điện thoại lại hiện lên thông báo. Cô gái hoảng hốt khi thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Ông ta kêu gào cô gái mau cho mình vào. Jasmine hoảng hốt yêu cầu người đàn ông rời đi, thế nhưng ông ta vẫn tiếp tục đập mạnh vào cánh cửa. Jasmine sau đó đã gọi cảnh sát đến, Bryce cũng từ công ty chạy về. Cô gái khai báo rằng có người cố ý đột nhập nhà mình, thế nhưng khi kiểm tra camera nhà hàng xóm đối diện, bọn họ không hề nhìn thấy người đàn ông nào. Bryce cho rằng Jasmine do mệt mỏi nên chỉ nhìn thấy ảo giác mà thôi, thế nhưng cô gái vẫn một mực khăng khăng những gì mình đã thấy. Ngày hôm sau khi hai vợ chồng đang ngồi xem TV, bỗng chiếc điện thoại hiện lên thông báo, lần này người đàn ông hôm qua lại xuất hiện, ông ta vẫn tiếp tục yêu cầu cô gái mau cho mình vào nhà. Bryce tức giận chửi bới nhưng ông ấy không dừng lại, anh ta cầm gậy định bước ra ngoài, thế nhưng Jasmine cho rằng có gì đó không được bình thường. Bryce sau đó gọi cho ông hàng xóm đối diện, yêu cầu ông ta kiểm tra camera. Ông hàng xóm bảo rằng không thấy ai đứng trước cửa nhà của Bryce. Jasmine nghe xong liền kiểm tra camera, phát hiện người đàn ông kia đã biến mất. Bryce cho rằng đây có thể là một trò chơi khăm, có ai đó đã cố tình hack camera của bọn họ mà thôi. Jasmine cảm thấy người đàn ông kia rất quen, cô gái sau khi lục lại ký ức thì đã nhớ ra mọi chuyện. Người đàn ông đó tên là Hendrik, là bảo vệ ngôi trường cấp 3 khi xưa. Hắn ta rất thích Jasmine, thường xuyên nhìn ngắm cô gái và bỏ kẹo vào tủ đồ của cô, điều này khiến Jasmine vô cùng khó chịu. Vào một ngày Hendrik đã bị sa thải khỏi trường, hắn ta từ đó cũng biệt tích không còn ai biết đến. Jasmine quyết định sẽ tìm hiểu chuyện này. Cô lái xe đến nơi Hendrik từng ở, nơi này giờ đây chỉ còn lại người chị của hắn. Bà ta bảo rằng em trai mình đã mất tích cách đây 6 tháng, không ai biết bây giờ ông ta ở đâu. Jasmine sau đó quay về nhà, vừa mở cửa bước vào thì điện thoại lại phát thông báo. Cô gái hoảng hốt khi thấy Hendrik đã đứng ngoài cửa, ông ta van xin cô gái mau mở cửa cho mình vào. Jasmine sau một lúc đắn đo, cuối cùng cũng chịu mở cửa, thế nhưng không thấy ai bên ngoài. Khi cô gái vừa bước vào trong, bất ngờ Hendrik đã đứng sau lưng từ lúc nào. Jasmine hoảng sợ định bỏ chạy, thế nhưng ông ta bảo rằng mình đến đây chỉ để xin lỗi, về những việc đã làm ở quá khứ đã khiến cô gái khó chịu. Jasmine nghĩ rằng người đàn ông này không có ác ý nên đã đồng ý tha thứ cho ông ta. Hendrik nghe xong thì trong lòng tỏ vẻ thanh thản, ông ta ngồi xuống và từ từ biến mất trước sự ngỡ ngàng của Jasmine. Ngày hôm sau, cô gái xem TV thì biết được thông tin rằng Hendrik đã qua đời vài ngày trước đó, xác ông ta được tìm thấy trong rừng, dường như là một vụ tự sát. Sau hôm đó Jasmine không còn nhìn thấy người đàn ông nữa, tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt. Thế nhưng vào một ngày, cô gái phát hiện có một người phụ nữ khác đang đứng trước nhà, cô ta tự xưng mình tên là Mary. Bryce vừa nhìn vào chiếc điện thoại thì lập tức phẫn nộ, tháo chiếc camera xuống và quăng vào thùng rác. Jasmine cảm thấy chồng mình cư xử không được bình thường. Cô gái sau đó đã bí mật điều tra về người phụ nữ tên Mary, biết rằng cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn. Tối hôm đó Jasmine về nhà và hỏi Bryce mọi chuyện. Cô gái cho biết rằng, chiếc camera hào quang này có khả năng thu được tần số của người chết. Trên mạng từng có những trường hợp tương tự. Jasmine sau đó kể lại trường hợp của Mary, nghi ngờ chồng mình có liên quan đến cái chết của cô gái, khiến linh hồn cô ta tìm đến đây. Bryce ban đầu cố ý chối, bảo rằng không biết Mary là ai. Thế nhưng hồn ma cô gái bất ngờ xuất hiện, trên tay còn ẵm một đứa bé. Bryce lúc này đã chịu kể lại mọi chuyện. Mary từng là người yêu trước đây của hắn. Cô gái có thai nhưng Bryce không muốn sinh con mà yêu cầu cô phải đi phá thai. Cả hai xảy ra tranh cãi. Mary vô tình bước ra đường và bị một chiếc xe tông phải, khiến cô gái bị thương nặng. Bryce không những không gọi cứu thương, ngược lại còn nhẫn tâm dùng chân đạp vào cổ của Mary, khiến cô gái mất máu đến chết. Hắn ta không muốn bản thân bị vướng vào pháp luật, nên đã ra tay tàn độc với người mình yêu. Giờ đây Jasmine đã biết mọi chuyện, Bryce cầm gậy định giết chết cô gái, bất ngờ bị thứ gì đó kéo lại. Chính là hồn ma của Mary, cô ta đến để đòi lại món nợ năm xưa, Bryce sau đó ngã ra đất và từ từ tan biến. Cuối phim, Jasmine đã chuyển đến sống ở một căn hộ chung cư, nơi này mỗi phòng đều có lắp chiếc camera hào quang. Tưởng rằng có thể sống một cuộc sống mới êm đẹp, thế nhưng linh hồn tên chồng cũ Bryce mỗi tối đều đến gõ cửa phòng, yêu cầu Jasmine mở cửa. Xem ra vòng tròn luẩn quẩn này sẽ còn tiếp diễn dài dài. Tập 3, sát nhân đêm khuya. Nhân vật trong tập này là một cô gái trẻ tên Macy, cô là một người rất thích ăn chơi tiệc tùng. Vào quán bar gặp được một anh chàng đẹp trai liền tiến đến ve vãng.
Cả hai sau vài câu nói chuyện xã giao, đã đi ngay vào xe và quất nhau tơi bời. Xong việc, Marcy liền thẳng mặt đuổi anh chàng kia xuống, không một lời từ biệt. Cô gái sau đó một mình lái xe về nhà. Trên đường đi bỗng phát hiện có một chiếc xe màu đỏ đang đuổi theo mình. Marcy cố gắng tăng tốc, thế nhưng vẫn bị nó bám theo, còn liên tục đâm vào đuôi xe của cô. Marcy sau đó nhanh trí liền cho xe rẽ phải, cuối cùng cũng cắt đuôi được kẻ bám theo. Cô gái về nhà và kể chuyện này với chồng mình là Charles. Anh ta bảo Marcy đừng nên đi chơi về khuya, lần sau nếu có đi thì sẽ đi cùng với cô. Khuya hôm đó, trong lúc đang ngủ, Marcy bỗng nghe thấy tiếng động trong nhà. Cô gái đi xung quanh kiểm tra, phát hiện cửa sổ nhà kho đã bị mở toang từ lúc nào, bèn lo lắng đi đến đóng cửa lại. Ngày hôm sau, Marcy kể lại những chuyện tối qua cho cô bạn thân Piper. Cô ta bảo rằng dạo gần đây, ở thành phố thường xuyên xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, nạn nhân là những cô gái trẻ đi chơi bar về khuya. Bọn họ cũng bị một chiếc xe bí ẩn bám theo, mặc dù nạn nhân đã cố bỏ chạy, thế nhưng vẫn bị kẻ sát nhân đuổi kịp và giết chết. Xác những cô gái sau đó được tìm thấy, đa số đều bị mất đầu. Piper khuyên Marcy nên cẩn thận, đừng nên đi chơi khuya và cũng đừng cho kẻ lại vào trong xe. Mặc cho cô bạn thân khuyên nhủ hết lòng, tối hôm đó Marcy vẫn tiếp tục đến quán bar ăn chơi. Cô bạn thân biết được sự việc thì vô cùng thất vọng, cả hai sau đó bắt đầu cãi nhau, Piper quyết định không quan tâm nữa và bỏ đi. Marcy chán nản cũng định bỏ về, bỗng nhìn thấy chiếc xe màu đỏ hôm trước đã bám theo mình, cô gái quyết định sẽ truy tìm chủ nhân của chiếc xe. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng hắn ta cũng xuất hiện, đó là một thanh niên trẻ tuổi. Khi hắn vừa lái xe rời đi, Marcy cũng ngay lập tức bám theo. Cô gái cố gắng ghi nhớ biển số xe, đột nhiên hắn ta đánh lái chạy vào đường khác, khiến cô gái mất dấu không làm gì được. Về đến nhà, Marcy liền lên mạng tìm kiếm thông tin về chủ nhân chiếc xe, biết được hắn ta tên Paul, là một nhân viên làm việc cho một cửa hàng nội thất trong thành phố. Ngày hôm sau cô gái đã một mình đến đó, quả nhiên đã gặp lại được tên thanh niên. Hắn tưởng Marcy là khách mua đồ nên rất nhiệt tình giới thiệu đồ đạc, cô gái sau đó kiếm cớ rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Tối hôm đó Marcy đi theo Paul về đến tận nhà. Lợi dụng lúc hắn đang tắm trong phòng, cô gái đã lẻn vào bên trong, phát hiện trên tường dán đầy những tấm affix của những nạn nhân đã mất tích trước đây. Marcy chưa biết làm gì, bỗng tên thanh niên đã tắm xong bước ra ngoài, cô gái nhanh trí trốn dưới gầm bàn. Đợi khi hắn ta vừa đi khỏi, Marcy liền nhanh chóng bỏ chạy, thế nhưng đã bị hắn phát hiện ra. Marcy kể lại mọi chuyện về đêm hôm đó cho Paul, hắn ta bảo rằng mình làm vậy chỉ để giúp cô. Vào ngày hôm đó, trước khi Marcy rời đi, Paul đã nhìn thấy có ai đó đang trốn đằng sau xe của cô. Nghĩ rằng có thể là tên sát nhân đang bị truy lùng gần đây, cậu ta đã cố gắng đuổi theo chiếc xe, liên tục nhá đèn để cảnh báo cho cô. Mọi hiểu lầm đã được giải quyết, Paul không phải là kẻ sát nhân. Vừa lúc đó Marcy bất ngờ rút ra một cây kim tiêm, đâm vào cổ của cậu ta. Cô gái lúc này mới lộ bộ mặt thật. Paul hoảng hốt liền lao đến bóp cổ Marcy, bất ngờ cha xuất hiện dùng gậy đập vào đầu Paul khiến cậu ta ngã xuống bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói trong một căn hầm. Marcy bình tĩnh lựa những món đồ tra tấn. Cô ta ngay từ đầu không hề bị tên sát nhân nào truy đuổi, mà chính Marcy mới là kẻ sát nhân. Thì ra vào đêm hôm đó, người trốn đằng sau xe của Marcy chính là anh chàng đầu phim, anh ta bị cô gái bắt cóc định đem về nhà tra tấn. Paul không biết mà đuổi theo liên tục cảnh báo, khiến Marcy lo lắng nghĩ rằng mình đã bị lộ thân phận, nên mới giáo diết truy tìm tung tích của cậu ta. Mọi chuyện đã sáng tỏ, Paul sợ hãi cố gắng kêu cứu nhưng không làm được gì. Marcy sau đó tiến đến, dùng kiềm bẻ gãy ngón tay khiến Paul đau đớn la hét. Cô ta sau đó kết liễu bằng một nhát chém thẳng vào đầu cậu thanh niên tội nghiệp. Sau khi đã giải quyết xong cái xác, Marcy đến gặp Charles và bảo rằng muốn cùng anh ta tiếp tục cuộc vui. Thì ra hai vợ chồng này đều là những kẻ sát nhân biến thái, và nạn nhân lần này của bọn họ chính là cô bạn thân da đen Piper. Cô ta bị bắt cóc và sắp sửa trở thành món ăn cho hai kẻ điên loạn. Tập 4. Cô gái vắt sữa. Tập này lấy bối cảnh tại một ngôi làng vùng nông thôn nước Mỹ ở thế kỷ trước. Có một loại dịch bệnh bí ẩn đang hoành hành, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân tại đây. Trong khi những người khác đang lo lắng không biết khi nào đến lượt mình, thì có một cô gái điếm tên Celeste lại rất thảnh thơi. Cô gái từ trước đến nay chưa từng bị bệnh. Người dân trong làng còn đồn nhau rằng, bất kỳ đàn ông nào đến quan hệ với Celeste cũng sẽ miễn nhiễm được căn bệnh. Thế là có rất nhiều kẻ đến làm tình với cô gái, ngay cả mục sư trong làng cũng không ngoại lệ. Ông ta trong lúc đang ân ái, bỗng phát hiện trên người Celeste nổi đầy mụn nhọt, dấu hiệu của căn bệnh chết người. Cô gái bảo rằng mình chỉ bị như vậy chứ cơ thể hoàn toàn bình thường, thế nhưng ông mục sư vẫn tỏ vẻ khinh bỉ, cho rằng cô là phù thủy và nên bị thiêu sống. Vào một ngày, khi người dân trong làng đang tụ họp ở nhà thờ để dự đám tang, bất ngờ Celeste xuất hiện trước cửa, cô gái chửi bới, cho rằng tên mục sư là kẻ giả tạo. Tưởng rằng người dân trong làng sẽ bênh mình, thế nhưng bọn họ lại lao vào đánh đập Celeste. Cô gái suy cho cùng chỉ là một con gái điếm kiêm nghề vắt sữa bò, lời nói không có chút trọng lượng nào. Cô ta sau đó bị cả làng ném ra ngoài nhà thờ, té xuống đất khiến cánh tay bị thương. Tối hôm đó, tên mục sư đến gặp Thomas, một tá điền và là người giàu nhất trong làng. Ông ta vừa mới mất vợ do căn bệnh bí ẩn. Thomas bảo rằng người dân làng bên cạnh đã tìm ra cách để phòng trừ dịch bệnh.
Bọn họ tin rằng căn bệnh này là do người chết gây ra, thế nên người dân đã đào những ngôi mộ trong làng, móc tim những cái xác và ăn sống. Bọn họ tin làm cách này sẽ khiến bản thân có thể miễn nhiễm với căn bệnh. Thomas và ông mục sư quyết định sẽ thử thực hiện cách này. Bọn họ mang cái xác của bà vợ vừa qua đời, móc tim của bà ta và bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Thomas sau đó còn mang một phần quả tim về nhà, chế biến thành món ăn cho đứa con trai Edward, nói rằng đây là thuốc chữa được căn bệnh bí ẩn. Vừa lúc đó bỗng một cô gái xuất hiện trước cửa, cô ta là Delilah, chuyên nghề vắt sữa bò. Hôm nay là ngày giao sữa định kỳ. Trong lúc Thomas và Delilah đang nói chuyện, cậu con trai Edward đã lén đưa dĩa thức ăn cho con mèo, cậu ta không muốn ăn một món ăn kinh tởm thế này. Delilah sau đó quay về nhà của mình, cô gái phát hiện Celeste đang bị thương nằm trong chuồng bò, liền mang về nhà chăm sóc và cho cô gái ở tạm vài ngày. Sự tử tế của Delilah khiến Celeste nhanh chóng có tình cảm với cô gái. Vào một ngày Delilah nhìn thấy những vết mụn trên người của Celeste, sau đó biết rằng Celeste chỉ bị như vậy chứ hoàn toàn không có chút bệnh nào trong người, cũng như việc đàn ông đến quan hệ với cô gái thì sẽ miễn nhiễm được căn bệnh. Delilah cảm thấy kỳ lạ, nghĩ rằng có thể những vết mụn trên người Celeste chính là phương thuốc chữa được căn bệnh bí ẩn. Trong khi đó về phía tên mục sư, sau khi nghĩ rằng ăn sống tim của người chết có thể ngăn chặn dịch bệnh, đã tụ họp dân làng lại và yêu cầu bọn họ đào bới những xác chết trong làng. Những người ở đây đa số đều tin tưởng tên mục sư nên đã nhanh chóng nghe theo, bọn họ mang xẻng và cuốn cùng nhau ra ngoài nghĩa trang. Về phía Delilah, sau khi vắt sữa bò thì phát hiện trong sữa có máu, cô gái bỗng nhận ra trên cơ thể con bò cũng có những vết mụn nhọt giống với của Celeste. Lúc này Delilah đã hiểu ra mọi chuyện, những vết mụn trên người Celeste chính là lây từ con bò khi cô còn làm nghề vắt sữa. Nếu những vết mụn có thể giúp miễn nhiễm căn bệnh, thì sữa trong con bò này cũng có khả năng làm điều đó. Delilah sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ dân làng định thông báo, thế nhưng khi đến nơi thì thấy bọn họ đang ăn sống tim của những xác chết. Cô gái yêu cầu bọn họ dừng lại nhưng liền bị tên mục sư ngăn cản. Hắn ta sau khi biết tin Celeste đang ở chỗ chuồng bò thì liền nhanh chóng đi đến đó, định giết chết cô gái. Vừa bước đến trước cửa thì bị Thomas ngăn cản, anh ta bảo rằng cô gái không liên quan gì đến căn bệnh này. Tên mục sư nghe xong bất ngờ rút con dao đâm vào ngực Thomas, khiến anh ta bị thương ngã xuống đất. Hắn ta sau đó tiếp cận Celeste, định sẽ hãm hiếp cô gái trước khi giết chết. Đột nhiên Delilah xuất hiện cứu nguy, cô gái đâm một nhát trúng vào tim khiến tên mục sư chết ngay lập tức. Lúc này Thomas từ bên ngoài chạy vào, nghĩ rằng chính Celeste là hung thủ đã giết chết ông mục sư. Anh ta tức giận bảo rằng cô là phù thủy. Thomas sau đó tiết lộ, Celeste mới chính là mẹ ruột của Edward, bọn họ đã giấu chuyện này suốt bao năm, và bây giờ là lúc mọi thứ phải kết thúc. Thomas cầm dao xông đến định giết chết Celeste, bất ngờ Delilah đã chạy ra ngăn cản. Celeste tức giận dùng sảnh đập vào đầu của Thomas. Delilah bị thương nặng không thể chữa kịp nên cũng qua đời. Trước khi chết cô gái yêu cầu Celeste hãy đưa những chai sữa đến từng người dân trong làng. Celeste sau đó một mình đến đón cậu con trai Edward. Tưởng rằng hai mẹ con sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, thế nhưng Edward bất ngờ rút ra con dao, đâm vào bụng của Celeste khiến cô chết ngay lập tức. Thì ra bao năm sống với Thomas, Edward đã có một tư tưởng cực đoan, cho rằng những người đàn bà vắt sữa là bẩn thỉu, không xứng đáng được tôn trọng. Cậu ta sau đó mổ xác một con vật và ăn ngấu nghiến trái tim của nó. Tập 5, Mary đẫm máu. Ở Mỹ có một truyền thuyết dân gian được lưu truyền về một người đàn bà bí ẩn tên Mary. Chỉ cần đứng trước gương và gọi tên bà ta 3 lần, Mary đẫm máu, người đàn bà sẽ xuất hiện và ban cho bạn một điều ước. Tuy nhiên nếu bà ta không thích, thì sẽ sẵn sàng giết chết bạn ngay lập tức bằng cách móc hai mắt. Nhân vật chính trong tập này là 4 cô gái, từ trái qua, Elise, Lena, em gái của Elise là Bianca, cuối cùng là Maggie. Bọn họ dự định sẽ thử gọi tên Mary 3 lần, để xem truyền thuyết này có thật hay không. 4 cô gái sau đó cầm một ngọn nến đứng trước gương, vừa gọi Mary đến lần thứ 2 thì Bianca bỗng bật đèn. Cô bé nhát gan nên không muốn thử trò chơi đáng sợ này. Elise sau đó cố trấn an em gái, bảo rằng chỉ là một truyền thuyết đô thị không có thật. Bianca sau một lúc suy nghĩ cũng đã đồng ý tham gia. Bọn họ sau đó chia ra mỗi người một phòng riêng. Cả 4 đứng trước gương và gọi tên Mary đẫm máu 3 lần. Tấm gương bất ngờ nứt ra, một người đàn bà bí ẩn xuất hiện bên trong, chính là Mary đẫm máu. Bỗng một tiếng hét vang lên, 3 cô gái liền chạy ra bên ngoài kiểm tra, phát hiện cô bạn Maggie đã bị người đàn bà móc hai mắt, thế nhưng khi đèn vừa sáng trở lại, cô gái đã không còn bị gì. Bọn họ bắt đầu lo lắng, thì ra truyền thuyết về Mary là có thật chứ không phải lời đồn. Bà ta đưa ra những điều kiện riêng với từng người, yêu cầu bọn họ thực hiện nếu muốn điều ước của mình thành hiện thực. Cả đám nghĩ rằng mình chỉ nhìn thấy ảo giác, thế nhưng Bianca sợ hãi cho rằng Mary sẽ đến lấy mạng từng người nếu không làm theo những gì bà ta bảo. Ngày hôm sau, khi 3 người bạn đang ngồi học trong lớp, cô giáo vừa lật tấm gương để giải thích hiện tượng khúc xạ ánh sáng, bỗng dưng nó bắt đầu nứt ra, Mary đẫm máu lại xuất hiện, bà ta yêu cầu cả 3 mau thực hiện những điều kiện được đưa ra nếu không muốn chết, 3 cô gái sợ hãi la hét bỏ chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc này bọn họ không thể phủ nhận sự tồn tại của người đàn bà tên Mary được nữa. Lena quyết định sẽ thực hiện những gì bà ta yêu cầu.
cô gái từng muốn trở thành đội trưởng đội cổ vũ, thế nên Mary đã yêu cầu cô phải làm nữ đội trưởng hiện tại gãy chân. Lena sau đó bắt đầu buổi tập luyện hàng ngày. Nữ đội trưởng không biết gì mà vẫn tiếp tục bài nhảy cao theo nhóm. Lena có nhiệm vụ đứng đỡ bên dưới. Trong phút chốc cô gái đã định buông tay để khiến đội trưởng bị thương, thế nhưng cuối cùng lại không làm được, đành bất lực bỏ đi về. Về phía Elise, ngày hôm đó đã lên mạng để tìm kiếm thông tin về Mary đẫm máu, biết được rằng bà ta thực sự có tồn tại. Đó là một người phụ nữ sống cách đây 2 thế kỷ trước. Bà ta là một kẻ gian ác, thường xuyên dụ dỗ những người vô gia cư vào nhà, sau đó nhốt họ dưới tầng hầm để bán cho bọn buôn người. Cô gái sau đó đến viện bảo tàng của thành phố để tìm hiểu thêm, biết được rằng Mary đã bị một người vô gia cư giết chết, con dao đã đâm chết bà ta vẫn còn được trưng bày trong viện bảo tàng này. Elise liền nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, đó là sẽ trộm con dao và đến ngôi nhà khi xưa của Mary để đâm chết linh hồn bà ta thêm lần nữa, có như vậy thì lời nguyền của bọn họ mới có thể biến mất. Trong lúc đang nói chuyện này với cô em gái Bianca, bất ngờ cô bạn Maggie hớt hãi chạy đến, thông báo rằng Lena đã chết, cô gái bị giết một cách dã man, đôi mắt bị đâm toạc trông rất đáng sợ. Lena đã không thực hiện lời hứa và đã bị Mary giết chết. Giờ đây bà ta sẽ tiếp tục xử lý những người còn lại. Ngày hôm sau đến lượt cô bạn Maggie, ước muốn của cô gái là quay lại với bạn trai cũ, thế nên Mary đã yêu cầu cô phải đăng video, quay lén cảnh giường chiếu của người yêu cậu bạn trai lên mạng, điều đó sẽ khiến cô ta mất danh dự, và Maggie sẽ có thể quay lại với cậu bạn trai cũ. Cô gái ban đầu quyết tâm sẽ đăng đoạn video, tuy nhiên nghĩ đến hậu quả mình có thể gây ra khiến cô không nỡ thực hiện. Về phía hai chị em Elise và Bianca, ngày hôm đó đã lén đến viện bảo tàng để trộm lấy con dao. Bianca giả vờ đánh lạc hướng ông quản lý, Elise nhân cơ hội đã lẻn vào trong tòa nhà, mở cửa và trộm được con dao. Cả hai trước khi đi đã ghé nhà của Maggie, định sẽ dắt cô gái theo cùng. Thế nhưng khi đến nơi bọn họ kinh hoàng phát hiện Maggie đã chết, đôi mắt của cô gái cũng bị móc toạc ra. Cả hai sợ hãi liền nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ hướng thẳng đến ngôi nhà năm xưa của Mary. Khi đến nơi thì trời cũng gần tối, hai chị em đứng trước tấm gương và gọi tên Mary 3 lần, người đàn bà bí ẩn lại xuất hiện. Lúc này Elise mới tiết lộ sự thật, thì ra cô ta đến đây không phải để tiêu diệt linh hồn Mary, mà là để thực hiện ước muốn của bản thân. Elise mong muốn được giàu có, thế nên Mary đã ra điều kiện, rằng cô gái phải đem đến cho bà ta máu của 3 người vô tội, kèm theo con dao khi xưa đã đâm chết mình. Bianca lúc này mới nhận ra, chính Elise là thủ phạm đã giết chết Lena và Maggie, và cô chính là mục tiêu cuối cùng. Bianca sợ hãi liền bỏ chạy, Elise nhanh chóng đuổi theo. Sau một lúc vườn nhau trong rừng, cô gái không may đã bị bắt lại. Elise giơ con dao định đâm Bianca, trong lúc nguy cấp cô gái đã lật ngược tình thế, cướp lấy con dao và giết chết Elise. Bianca tức giận bảo Mary rằng bà muốn giết tôi thì hãy mau làm đi. Thế nhưng Mary không xuống tay. Ngay từ đầu bà ta không phải là kẻ giết người, mà chỉ là một phù thủy phản ánh sự thật trong thâm tâm mỗi người. Quay lại 2 thế kỷ trước, Mary không phải là người đàn bà chủ nhà độc ác, mà chính là một nạn nhân vô tội bị bắt dưới tầng hầm. Trong lúc bà ta bị đám buôn người bắt đi, Mary đã vô tình nhìn vào tấm gương và bộc lộ sức mạnh phù thủy của mình. Bà ta sau đó giết chết mụ chủ nhà, thế nhưng cũng vô tình làm hại một người hầu vô tội. Chính điều đó đã khiến Mary bị nhốt vào ngục tù trong gương, vĩnh viễn không thể thoát ra. Bianca nghe xong câu chuyện thì vô cùng cảm động, liền lấy máu của mình cho vào lọ và đưa nó cho Mary. Bà ta vừa cầm lấy, bất ngờ liền bước ra khỏi tấm gương, trong khi đó Bianca lại trở thành một Mary thứ hai. Cô bé hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra thứ có thể giải phóng linh hồn Mary khỏi tấm gương, chính là máu của 3 người vô tội. Bà ta đã thoát được và giờ đây Bianca phải trở thành người thay thế. Cô bé vừa bước vào thế giới trong gương, bỗng nghe được rất nhiều giọng nói đang gọi tên mình. Thì ra truyền thuyết đã được lan rộng khắp thế giới, và giờ đây Bianca phải thực hiện những gì Mary cũ đã làm, tìm kiếm cho mình một kẻ thay thế, một Mary đẫm máu thứ 3. Tập 6, phẫu thuật thẩm mỹ. Nhân vật chính trong tập này là một người phụ nữ trung niên tên Virginia. Bà ta có một cô con gái nuôi tên Faye. Mặc dù đã gần đến tuổi xế chiều, thế nhưng Virginia vẫn rất quan tâm đến ngoại hình và vẻ đẹp của bản thân. Bà ta làm đủ mọi cách để khiến gương mặt của mình luôn trong trạng thái trẻ đẹp. Vào một ngày Virginia nhìn thấy ông hàng xóm Bernie bên ngoài cửa sổ, bà từ lâu đã luôn để mắt đến người đàn ông này. Vợ ông ta vừa mới mất cách đây không lâu, Virginia định lợi dụng lúc này để tiến đến với người đàn ông. Bà ta biết Bernie thường xuyên đến tiệm rượu vang mỗi cuối tuần, nên đã cố tình trang điểm và ăn mặc đẹp, đến đợi ông ta trước ở đó. Quả nhiên Bernie đã đến như mọi khi, thế nhưng ông ta còn dẫn theo một người phụ nữ khác, bà ta tên là Cassie, là bạn học năm xưa của Virginia, mặc dù đã qua tuổi trung niên. Thế nhưng Cassie vẫn giữ được nét trẻ trung cùng làn da căng bóng. Virginia liền xin bà ta bí quyết làm đẹp. Cassie không giấu giếm liền đưa ra một tấm các visit về một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trong thành phố, còn bảo rằng nơi này sẽ khiến Virginia có thể trở về thời con gái. Virginia sau đó đã nhanh chóng đi đến chỗ bệnh viện. Chủ nhân của nơi này là nữ bác sĩ tên Enid. Sau khi nghe qua câu chuyện của Virginia, Enid đã quyết định sẽ giúp bà thay đổi gương mặt của mình. Thế nhưng chi phí điều trị là vô cùng đắt.
Sau khi chồng qua đời đã để lại một khoản nợ lớn cho Virginia. Tuy nhiên vì đam mê sắc đẹp, cũng như muốn giành lại Bernie từ tay của người bạn cũ, bà ta đã quyết định bán luôn chiếc xe và ngôi nhà của mình, để lấy tiền làm chi phí phẫu thuật. Virginia ngày hôm sau đã đến lại chỗ bệnh viện. Bà ta được Enid đưa vào phòng phẫu thuật. Trong lúc đang hôn mê, Virginia nghe thấy những âm thanh lạ xung quanh, dường như các bác sĩ đang đọc một câu thần chú nào đó. Buổi tối hôm đó, Faye vừa về đến nhà, thì kinh hãi khi thấy mẹ mình đang bịt vải che kín mặt và hai bàn tay. Bà ta bảo rằng mình phải đeo vải trong vòng một tuần, tuyệt đối không được tháo ra. Mặc dù biết mẹ mình đam mê sắc đẹp, thế nhưng cô gái không ngờ bà lại bỏ ra một số tiền lớn để đi phẫu thuật thẩm mỹ như vậy. Virginia ngày hôm sau đã đến bệnh viện để tái khám. Bà bảo rằng cảm thấy gương mặt mình đang thay đổi, xương bên trong cũng dịch chuyển đi chỗ khác. Enid tự hào cho rằng công thức của bọn họ là độc nhất vô nhị, chỉ trong một tuần nữa bà sẽ trở nên thật xinh đẹp không ai sánh bằng. Để giải quyết nỗi lo lắng của Virginia, Enid đã mời bà đến dự một buổi tiệc sang trọng cho những khách hàng của bệnh viện. Faye cảnh báo mẹ mình, bảo rằng cô nghi ngờ người phụ nữ Enid kia, bà ta không có chứng chỉ hành nghề, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ kia cũng không có chứng nhận cấp phép nào. Bỏ qua mọi lời nói của con gái, Virginia nhanh chóng đi đến chỗ bữa tiệc. Tại đây có rất nhiều khách mời sang trọng, bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía bà ta. Enid trấn an bảo rằng, những khách mời tại đây đều đã từng giống với Virginia, thế nên không có gì phải xấu hổ. Trong khi đó, Faye đã lén lút đi đến chỗ bữa tiệc, thế nhưng cô gái không may đã bị đám bảo vệ phát hiện, liền chụp thuốc mê khiến cô gục ngay tại chỗ. Tối hôm đó buổi tiệc chính thức diễn ra, Virginia được mời lên khán đài trước sự hò reo của mọi người. Faye sau đó được bảo vệ giải đến, cô gái liên tục yêu cầu mẹ mình mau rời khỏi đó, thế nhưng bà ta không quan tâm, còn bảo rằng cô chỉ là đứa con nuôi. Faye bất lực nhìn đám bảo vệ đưa mình rời khỏi bữa tiệc. Virginia sau đó được Enid gỡ miếng vải che mặt, bà ta kinh hoàng nhìn thấy bản thân trong gương, gương mặt đã bị biến dạng giống hệt một con heo. Người phụ nữ nhận ra bản thân chính là vật hiến tế của một nhóm giáo hội bí ẩn chuyên thờ phụ nữ thần sắc đẹp. Theo tục lệ mỗi năm sẽ có một người được đưa đến đây làm vật hiến tế, giúp những người tham gia có được một sắc đẹp vĩnh cửu. Enid bảo rằng Virginia có 2 phút để chạy trốn trước khi những người khác bắt đầu săn đuổi. Bà ta hoảng hốt liền bỏ chạy vào rừng, thế nhưng do không quen thuộc địa hình nên đã dễ dàng bị phát hiện. Virginia kinh hoàng nhận ra, ông hàng xóm Bernie cùng Cassie cũng có mặt trong giáo hội, bọn chúng mỗi người cầm một thanh giáo, đâm liên tiếp vào người Virginia, khiến bà ta đau đớn đến chết. Faye sau đó chạy đến thì đã quá muộn, cô gái ôm lấy xác mẹ mình khóc nức nở. Enid bảo rằng mẹ ruột của Faye chính là hội trưởng của giáo hội này, bà ta xem vật hiến tế tối hôm nay là một món quà dành tặng cho con gái mình. Nhiều tháng sau đó, Faye đã gia nhập giáo hội và in hình sau một cánh bướm trên tay. Cô gái cũng gặp những thành viên khác của giáo hội bí ẩn. Dường như bọn họ đã ngày càng mở rộng và trở thành một biểu tượng ngầm của giới sắc đẹp. Tập 7, Tử thi. Nhân vật chính trong tập này là cô gái tên Sam. Cô là một người chuyên giải phẫu và làm đẹp cho tử thi. Bất kể cái xác có hình thù đáng sợ như thế nào cũng không khiến Sam lo lắng. Cô gái dường như đã quen với việc ở bên cạnh xác chết mỗi ngày. Do làm công việc đặc thù nên Sam không được lòng cậu bạn trai Henry. Mặc dù bên ngoài tỏ vẻ không có gì, nhưng trong lòng cậu ta luôn tìm cách né tránh mỗi khi cô gái đi làm về. Henry cho rằng trên người của Sam có mùi của người chết, điều đó khiến anh ta khó chịu. Vào một ngày khi Sam đang làm việc ở nhà xác như mọi khi, bỗng có một cậu thanh niên xuất hiện. Cậu ta tên Sackley, là một người chuyên vận chuyển xác chết. Sam vừa nhìn thì ngay lập tức cảm thấy cậu thanh niên này có gì đó đặc biệt. Chiều hôm đó cô gái làm xong việc chuẩn bị về nhà, vừa bước ra thì thấy Sackley vẫn đứng đợi bên ngoài. Cả hai bắt đầu làm quen với nhau, dù chỉ vừa mới gặp nhưng Sam cảm thấy chàng trai này có gì đó rất thân thuộc. Tối hôm đó cô gái có một cuộc mây mưa với cậu bạn trai Henry. Thế nhưng khi đang vui vẻ trên giường, người Sam nghĩ trong đầu lại là anh chàng Sackley vừa mới gặp. Những ngày sau đó, cả hai thường xuyên làm việc chung với nhau. Bọn họ nhanh chóng thân thiết và kể cho nhau mọi chuyện riêng tư của mình. Sackley không hề tìm cách né tránh Sam, dù biết cô gái phải làm việc với xác chết mỗi ngày, ngược lại anh còn kể cho cô nghe về quá khứ của mình. Bố mẹ và em gái Sackley đều qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Mẹ của Sam cũng bị giết trong một vụ cướp khi cô còn bé. Cả hai đều có đặc điểm chung là thiếu vắng tình yêu thương của gia đình. Khi Sackley định tiến đến hôn Sam thì điện thoại cô gái bỗng đổ chuông, Henry gọi đến bảo cô mau chóng quay về nhà. Sackley sau đó nhanh chóng chạy về, trong nhà mọi thứ xung quanh đều tối đen. Bỗng cô gái nhìn thấy những hạt ngũ cốc rơi dưới sàn, điều này khiến ký ức đau thương năm xưa, ngày Sam chứng kiến mẹ của mình qua đời chợt ùa về. Lúc này điện ngôi nhà sáng trở lại, thì ra Henry đã chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ cho Sam, thế nhưng cô gái liên tục né tránh, bảo rằng chúng ta không thể nào đến được với nhau, vừa nói dứt lời thì liền đứng dậy bỏ đi. Ngày hôm sau Sam lại đến nhà xác để làm việc, hôm nay có một xác chết trẻ được đưa đến. Cô gái vừa lật tấm khăn lên thì bất ngờ phát hiện chính là Sackley, anh ta qua đời do sốc thuốc. Sam đau đớn không thể tin nổi, người duy nhất hiểu được cô cũng đã không còn trên đời. Trong cơn đau buồn cô gái đã bất giác hôn môi Sackley, sau đó còn ngồi lên người anh ta để làm chuyện đó.
Bất ngờ cánh tay Sally chuyển động, nắm chặt bàn chân khiến Sam hoảng hốt liền bỏ chạy ra ngoài. Cô gái không tin được chuyện mình vừa làm. Sam sau đó quay lại phòng giải phẫu thì phát hiện xác Sally đã biến mất. Cô gái nhanh chóng chạy đến nhà anh ta. Sally lúc này xuất hiện, hoàn toàn không hề bị gì. Anh ta bảo rằng mình chỉ làm vậy để khiến cô bộc lộ con người bên trong của mình. Sam tức giận vì đã bị lừa, cô cho rằng Sally là kẻ biến thái. Cô gái không muốn gặp lại anh ta thêm lần nào nữa, sau đó liền nhanh chóng bỏ đi không lời từ biệt. Vài tháng sau đó, Sally đã nghỉ làm ở chỗ cũ, mà chuyển đến làm nhân viên trang điểm trong một cửa hàng làm đẹp. Cô gái cũng chuẩn bị mọi thứ để có đám cưới với Henry. Mặc dù đã không còn liên lạc, thế nhưng Sam vẫn thường xuyên nhìn thấy hình bóng ảo ảnh của Sally xung quanh mình. Chớp mắt thì đã đến ngày cưới, Sam bên ngoài mặc bộ đồ cô dâu, thế nhưng cô gái không cảm thấy hạnh phúc như mình mong muốn. Khi cả hai đang đứng trên lễ đường, chuẩn bị kết hôn, màn hình TV chiếu lại những cảnh quay đẹp đẽ ngày xưa, bỗng nó hiện ra đoạn camera, quay lại cảnh Sam đang mây mưa với xác chết của Sally. Trong lúc mọi người hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Sally bất ngờ xuất hiện, anh ta bảo Sam nên suy nghĩ lại, bản thân cô không hề muốn cuộc hôn nhân này, hãy để con người thật bên trong mình được bộc lộ. Sally sau đó thổ lộ tình cảm với Sam, còn nói rằng anh biết cô gái cũng yêu mình như vậy. Henry nghĩ rằng mình bị cắm sừng nên tức giận bỏ đi, Sam cố gắng chạy theo giải thích nhưng đành bất lực. Sau cuộc hôn nhân thất bại, Sam đi đến một thị trấn mới để bắt đầu cuộc sống lại từ đầu. Thế nhưng đoạn video cô gái quan hệ với xác chết đã được lan truyền rộng rãi, khiến không công ty nào muốn nhận cô vào làm. Ngay cả khi bước vào quán cà phê, Sam cũng bị những người xung quanh nhận ra, bọn họ liên tục xì xầm chửi rủa cô gái. Sam không chịu được nữa nên đã quyết định đi đến một kết cục táo bạo. Cô gái cầm súng và đi thẳng đến nghĩa trang, nơi Sally đang làm việc. Cô gái muốn giết chết kẻ đã làm mình ra nông nỗi này. Sally cố gắng giải thích rằng mọi chuyện anh ta làm đều vì cô gái. Sally muốn Sam nhận ra bản chất thực sự của mình, rằng cô là một người thích ở bên xác chết như thế nào. Ký ức của Sam chợt ùa về, cô nhớ lại trước đây đã từng nằm bên xác mẹ của mình 3 ngày, trước khi cảnh sát ập đến nhà. Sam nhận ra những lời nói của Sally quả thật rất đúng, những giây phút nằm bên cạnh xác mẹ mình là những khoảnh khắc cô luôn ao ước có được. Sam cuối cùng đã chịu thừa nhận mọi chuyện, Sally tiến đến và hôn lấy cô gái. Bất ngờ một phát súng nổ lên, Sally nhận ra mình đã ăn một viên đạn vào người, anh ta loạng choạng té xuống hố đất mình vừa đào. Sally nhấn nút khiến xe cát bắt đầu trút cát xuống hố, cô gái sau đó nhảy xuống bên dưới, bảo rằng giây phút này không ai có thể chia lìa đôi ta. Cả hai sau đó quấn lấy nhau, cát từ từ lấp đầy miệng hố, chôn sống cặp đôi với nhau mãi mãi. Tập 8. Hồ nước. Câu chuyện bắt đầu tại một hồ nước nhân tạo ở vùng ven thành phố, có một nhóm bạn trẻ đang đi nghỉ mát trên du thuyền. Cậu bạn tên là Finn, rất thích nghiên cứu về địa chất học, phát hiện rằng trước khi hồ nước này được xây dựng, từng có một ngôi làng nhỏ ngay bên dưới mặt hồ. Cậu ta thích thú muốn thử lặn xuống bên dưới để tìm những di tích cổ. Chị gái của Finn là Hayley quyết định sẽ đi cùng cậu ta. Cả hai sau đó bắt đầu lặn xuống mặt nước. Sau một lúc tìm kiếm, bọn họ tìm thấy một chiếc xe đạp cũ, Finn còn phát hiện một tấm biển báo, dường như là thứ còn sót lại của thị trấn năm xưa. Cậu ta định trồi lên mặt nước để hít thêm không khí, bất ngờ bàn chân bị thứ gì đó nắm lấy. Hayley cố gắng chạy đến kéo em trai mình lên, thế nhưng hoàn toàn không đủ sức. Cô gái sau đó liền trồi lên mặt nước kêu cứu, đến khi lặn xuống trở lại thì phát hiện Finn đã chết từ bao giờ. Xác cậu ta bất ngờ bị thứ gì đó lôi đi trước sự kinh hoàng của Hayley. Sau cái chết của cậu em trai, Hayley dần trở nên đau buồn và ít nói. Cảnh sát khi biết tin đã dành hơn 2 ngày để lục tìm khắp hồ nước, thế nhưng vẫn không tìm thấy xác của Finn, dường như cậu ta đã biến mất khỏi hư vô. Hai vợ chồng Jeffrey và Erin không biết làm gì ngoài việc an ủi con gái, hy vọng cô mau chóng quên đi quá khứ đau buồn và tiếp tục cuộc sống. Vào một ngày khi bà mẹ Erin đi vào phòng tắm, mở vòi nước lên thì phát hiện nước trong bồn vô cùng bẩn. Bất ngờ một bàn tay đen xì trồi lên nắm lấy tay của Erin khiến bà ta sợ hãi la hét. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, bước đến bồn nước kiểm tra thì thấy mọi thứ đã trở lại như cũ. Khuya ngày hôm sau, Erin đang ngủ lại nghe thấy tiếng nước chảy, âm thanh xuất phát từ căn bếp dưới nhà. Bà ta vừa đến đóng vòi lại, bỗng dưng nó lại tiếp tục chảy. Erin hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà ta sau đó bước ra ngoài sân, phát hiện nước dưới hồ bơi đang chảy ra ngoài. Một giọng nói bất ngờ phát ra sau lưng, chính là Finn, cậu ta bảo Erin hãy mau đi tìm xác cho mình. Vừa lúc đó một tiếng sét vang lên, Erin nhìn lại thì cậu con trai đã biến mất. Ngày hôm sau bà ta kể lại chuyện này cho chồng nghe. Tuy nhiên ông ta không tin những lời Erin nói, còn cho rằng bà chỉ đang nằm mơ gặp ác mộng. Hayley vô tình đi ngang qua đã nghe thấy tất cả. Cô gái bảo rằng mình tin những lời bà mẹ nói, còn lên kế hoạch sẽ cùng bà ta quay lại chỗ hồ nước để tìm xác cho cậu em trai. Nói là làm, hai mẹ con bí mật quay trở lại hồ nước nhân tạo. Sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, cả hai lái tàu ra giữa hồ, đến đúng nơi mà Finn đã chết đuối. Erin cột một sợi dây thừng quanh bụng, sau đó một mình lặn xuống hồ tìm kiếm. Trong khi đó Hayley đứng trên thuyền giữ lấy sợi dây để phòng bất trắc. Erin sau một lúc tìm kiếm xung quanh, bỗng phát hiện ba bộ xương nằm dưới đáy hồ, bọn họ bị cột chặt vào một chiếc dương to.
Bà ta sau đó đi đến lấy sợi dây chuyền trên cổ của một bộ xương, vừa định trồi lên mặt nước, bất ngờ bị thứ gì đó kéo chân. Erin cố gắng vùng vẫy, một lúc sau có một xác chết trồi lên, không ai khác chính là cậu con trai Finn. Cảnh sát sau đó ập đến, bọn họ vô cùng bất ngờ khi Erin có thể tìm thấy xác cậu con trai, tuy nhiên xác ba người đàn ông bí ẩn dưới hồ thì đã biến mất. Erin mang sợi dây chuyền lúc nãy mình lấy được, trong đó để tên họ của một gia tộc. Ông cảnh sát bảo rằng con cháu của gia tộc này vẫn còn sống ở gần đây. Hai mẹ con Erin sau đó đã nhanh chóng đi đến đó, đón tiếp bọn họ là một bà lão già nua. Bà ta bắt đầu kể lại mọi chuyện. Hồ nước này là một nơi kỳ quái, mỗi năm đều có rất nhiều vụ tai nạn chết người. Nơi này từng là một ngôi làng nhỏ trước khi hồ nước được hình thành. Vào một hôm có một người đàn ông giàu có quyết định săn bằng ngôi làng để xây một hồ nước nhân tạo. Những người phản đối quyết định của ông ta đều bí mật bị thủ tiêu. Bọn họ bị cột vào một chiếc dương, sau đó ném xuống hồ khiến cả ba chết đuối. Từ đó đến nay gia tộc của người đàn ông kia đã giết rất nhiều mạng người, sau đó ném xác họ xuống hồ, khiến tội ác của bọn chúng không bao giờ bị phanh phui. Bà lão sau đó nói ra họ của gia tộc kia. Erin vô cùng bất ngờ, đó chính là họ của chồng bà ta, Jeffrey. Lúc này mọi chuyện đã sáng tỏ. Finn bị những xác chết kia dìm chết do cậu là con cháu của gia tộc độc ác năm xưa. Buổi tối hôm đó, Jeffrey nghe tin xác cậu con trai được tìm thấy thì đã chạy một mạch từ thành phố xuống. Erin vừa gặp chồng liền kể lại mọi chuyện về gia tộc khi xưa của ông ta. Jeffrey không những không ngạc nhiên, mà dường như đã biết tất cả từ trước. Ông ta còn bảo rằng mọi tài sản của gia đình, xe hơi và nhà cửa đều là nhờ cái hồ nước của gia tộc mà có. Vừa lúc đó bỗng ngôi nhà đột nhiên mất điện, bên ngoài từng xác chết bắt đầu nổi lên mặt nước, bọn chúng như những con zombie đáng sợ. Gia đình Jeffrey vô cùng sợ hãi, bọn họ chẳng mấy chốc đã bị bao vây. Jeffrey cố gắng chống trả, thế nhưng liền bị bọn xác sống bắt giữ, bọn chúng sau đó lôi ông ta xuống nước. Hai mẹ con Erin chỉ biết đứng nhìn không làm gì được, đây cũng là cái giá phải trả khi làm những chuyện sai trái. Tập 1, bạn thân. Nhân vật chính của tập này là Shelby, một cô gái trẻ vừa cùng bố chuyển đến sống ở một ngôi nhà mới. Mẹ của Shelby đã qua đời vì ung thư, điều này khiến cô gái trầm cảm trong một thời gian dài. Ông bố thường xuyên phải ở cạnh và động viên con gái. Ngày đầu tiên đến ngôi trường mới, Shelby đã trở thành tâm điểm của đám bắt nạt. Bọn chúng cười cợt cô gái, cho rằng phong cách và đầu tóc của cô giống như bà ngoại. Shelby tức giận liền ném quyển sách vào đầu ả bắt nạt, khiến cô ta chảy máu mũi. Vụ việc khiến Shelby bị đưa lên phòng giám thị. Trùng hợp thay, thầy giám thì lại chính là bạn học cũ của mẹ cô gái. Ông ta hiểu rõ sự tình nên đã tha cho Shelby, còn động viên cô nên sớm lấy lại tinh thần. Mặc dù vậy nhưng khi vừa tan học, Shelby lại bị đám bắt nạt bu xung quanh dè bỉu. Bọn chúng cười cợt cô gái một cách hả hê. Shelby vô cùng buồn bã vì không thích ứng được với cuộc sống mới. Ông bố muốn nói chuyện nhưng Shelby không thèm trả lời. Cô gái dành cả buổi tối chỉ ở trong phòng để xem YouTube. Shelby rất thích một streamer tại đây, mỗi tối đều mở xem anh ta nói chuyện. Hôm đó khi buổi livestream gần đến hồi kết, lượng người xem cũng giảm đi nhanh chóng. Đến khi Shelby nhìn lại, phát hiện chỉ còn mình và một người lạ mặt đang online. Cô ta bất ngờ gửi lời chào đến Shelby, cô gái cũng vui vẻ chào lại. Cả hai bắt đầu nói chuyện và làm quen với nhau. Cô gái lạ mặt kia bất ngờ gọi đến cho Shelby. Khi màn hình vừa hiện ra, trước mặt là một cô gái với gương mặt dị dạng đáng sợ. Cô ta tự xưng mình là Bestie. Ban đầu Shelby có phần hơi lo lắng, thế nhưng Bestie liền trấn an cô gái. Cô ta bảo rằng bản thân bị một chứng bệnh hiếm gặp khiến gương mặt bị biến dạng. Bản thân cũng không thể đi đâu khỏi giường được. Mặc dù vậy nhưng Bestie tỏ ra là một người có khiếu hài hước. Sở thích cũng rất giống với Shelby. Điều này khiến cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau. Thế là những ngày sau đó, vừa đi học về là Shelby liền chạy ngay lên phòng và gọi điện cho Bestie. Bọn họ trò chuyện mọi thứ từ gia đình đến bạn bè và trường học. Shelby rất thích những kiểu trang điểm mang phong cách quái dị, thế nhưng cô gái vì tự ti nên không dám diện chúng ra đường. Bestie thấy vậy liền động viên, khuyên cô gái nên thử trang điểm như vậy một lần đến trường. Shelby nghe xong những lời này, tâm trạng cũng như được giải phóng. Thế là ngày hôm sau, cô gái đã thay đổi phong cách trang điểm, gương mặt cũng trở nên nổi loạn hơn xưa. Shelby thu hút sự chú ý của những học sinh trong trường. Bọn họ không ngờ một cô gái nhà quê như Shelby lại có thể trở nên thu hút như thế. Đám bắt nạt như mọi khi vẫn cười cợt chế giễu cô gái, tuy nhiên Shelby đã không còn sợ bọn chúng. Giờ đây cô đã có một người bạn mới, lúc nào cũng ở bên cạnh để chia sẻ buồn vui. Vào một hôm, Bestie bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô ta xúi giục Shelby giở trò gì đó để chọc ông bố. Cô gái nhớ ra bố mình có một chiếc cốc kỷ niệm mà ông ấy rất quý. Thế là đợi lúc ông bố không để ý, Shelby đã mang tất nó đi, khiến ông ta tìm cả buổi sáng cũng không thấy. Shelby rất thích thú với trò chơi khăm này. Bestie thấy vậy liền xúi giục cô gái làm một việc còn táo bạo hơn, đó là đập nát chiếc cốc. Shelby biết rằng đây là chiếc cốc mà bố cô rất trân quý, tuy nhiên đứng trước những lời nói đầy thách thức của cô bạn thân, Shelby cuối cùng đã nhẫn tâm đập nát chiếc cốc xuống đất, khiến nó vỡ thành từng mảnh. Điều này khiến Bestie rất thích thú.
Cô ta những ngày sau đó đã xúi giục Selby làm thêm trò nổi loạn khác. Cô gái ném trứng vào cửa sổ nhà hàng xóm rồi bỏ chạy. Vào siêu thị mua đồ, tranh thủ lúc nhân viên không chú ý liền cướp lấy vài món rồi hà hê chạy khỏi đó. Từ khi quen biết cô bạn mới, Selby đã thay đổi, không còn hiền dịu như xưa mà trở thành con người hoàn toàn khác. Cô gái thường xuyên gây gổ với bố mình, còn sẵn sàng nói ra những câu chửi thề trước mặt ông. Vào ngày trường tổ chức sự kiện diễn kịch hàng năm, Selby không được thầy giám thị chọn vào vai diễn của vở kịch cô yêu thích, thay vào đó ông ta lại chọn đám bắt nạt. Cô gái vì thế đã lén bỏ thuốc vào nước uống của bọn chúng, khiến đám bắt nạt nôn mửa ngay trên sân khấu. Selby không hề tỏ ra hối hận, ngược lại còn vui vẻ khoe chiến tích cho Bestie. Cả hai càng lúc càng thân thiết. Selby hứa rằng sẽ mãi là bạn thân của Bestie, không bao giờ xa rời. Vào ngày Halloween, Selby khiến cả trường chú ý khi cải trang thành một cô gái vô cùng dị hợm. Điều này không những không gây bất ngờ, ngược lại còn khiến thầy giám thị tức giận, cho rằng cô gái đã đi quá xa. Vụ việc sau đó đến tai ông bố. Ông ta cảm thấy con gái dạo này đã thay đổi quá nhiều, bèn quyết định sẽ nhốt Selby xuống hầm để trừng phạt cô. Selby vô cùng buồn bã gọi điện cho cô bạn thân Bestie. Cô ta bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ, đó là Selby phải dùng búa đập nát cánh tay mình. Có như thế mới khiến ông bố hối hận vì đã dám trừng phạt cô. Selby nghe xong những lời này, trong lòng vô cùng sợ hãi. Thế nhưng những lời nói của Bestie như có chứa ma lực, khiến cô gái đã nhanh chóng đổi ý. Selby sau đó tự dùng búa đập nát bàn tay của mình. Ông bố phát hiện sự việc liền lập tức chạy vào, đưa con gái đi cấp cứu. Sau nhiều ngày nằm viện chữa trị, vết thương của Selby cuối cùng đã bình phục. Cô gái nhận ra sai lầm của bản thân, nên quyết định không nhắn tin hay nói chuyện với Bestie thêm ngày nào nữa. Thay vào đó, Selby đã đến xin lỗi bố, còn dán lại chiếc cốc vỡ cho ông. Cô gái cũng trở về là con người hiền lành như xưa. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng Bestie vẫn liên tục nhắn tin làm phiền Selby, không muốn buông tha cho cô. Selby chỉ biết im lặng giả vờ như không thấy gì. Vào một hôm, cô gái bỗng vô tình thì gặp được cậu bạn cùng lớp tên River. Cậu ta bảo rằng từ lâu đã thầm để ý đến Selby, còn tỏ ra rất ngưỡng mộ cô gái vì đã dám thay đổi bản thân. Cả hai sau đó làm quen với nhau. Thế nhưng khi River vừa đi khỏi, Selby bỗng lại nhận được tin nhắn từ cô bạn thân. Cô ta hẹn Selby ngày hôm sau hãy đến trường gặp mình sau giờ học. Cảm thấy mọi chuyện cần phải kết thúc, Selby ngày hôm sau đã đến nơi như đã hẹn. Thế nhưng tại đây không gặp được Bestie, thay vào đó lại vô tình gặp lại cậu bạn River mới quen. Cậu ta cuối cùng cũng thừa nhận rằng đã biết hết những chuyện trước đây Selby đã làm, ngay cả việc cô bỏ thuốc vào nước uống của đám bắt nạt. Mặc dù vậy nhưng River không muốn tố cáo Selby. Cậu ta cảm thấy bọn bắt nạt bị trừng phạt là xứng đáng, còn khen cô gái đã rất dũng cảm làm điều đó. Selby nghe xong vô cùng cảm động, không ngờ vẫn còn một người yêu quý mình đến thế. Những ngày sau đó, Selby và River dần trở nên thân thiết với nhau. Cả hai cũng chính thức trở thành người yêu. Cậu ta như là liều thuốc chữa lành, khiến cô quên đi người bạn thân Bestie trước đây. Selby không còn bận tâm đến những tin nhắn mà cô ta gửi cho mình mỗi ngày, còn nhờ River xóa hết mọi thông tin và chặn số điện thoại của cô ta vĩnh viễn. Nhiều tháng sau, Selby cuối cùng đã vượt qua nỗi buồn sau cái chết của mẹ. Cô gái cùng River tham gia nhiều vở kịch của trường, còn làm những công việc tốt đẹp cho xã hội. Nhờ nỗ lực học tập, Selby còn xuất sắc đậu học bổng, đến học ở một ngôi trường đại học mới mà cô yêu thích. Selby vui mừng đến kể chuyện này cho River. Biết rằng sắp phải xa cô gái, cậu ta quyết định sẽ làm một chuyện khiến cô phải bất ngờ. Thế là ngày hôm sau, River đã lái xe đưa Selby ra bên ngoài thành phố, đến một khu nông trại vắng vẻ, xung quanh không một bóng người. Selby cảm thấy nơi này có gì đó kỳ lạ, tuy nhiên River liền động viên, sau đó đưa cô gái đi vào bên trong một ngôi nhà. Tại đây không khí vô cùng u ám. Selby phát hiện những con búp bê đặt trên chiếc giường. Gần đó là chiếc bàn quen thuộc mà cô gái từng thấy trước đây. Lúc này, từ trên lầu có ai đó bước xuống. Selby vô cùng kinh hãi khi nhận ra đó chính là Bestie. Cô gái định bỏ chạy, thế nhưng ngay lập tức đã ăn trọn nhát dao của River. Vết thương đâm vào tim khiến Selby chết ngay lập tức. Lúc này River mới lộ mục đích thật sự của mình. Cậu ta ngay từ đầu đã giống với Selby trước đây, đều là con rối bị Bestie điều khiển. Cô ta dùng những lời lẽ ngon ngọt để chiêu dụ cậu thanh niên, nhờ cậu ta đưa Selby đến nơi ở của mình. Cô gái vì ngây thơ nên cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tay người bạn thân độc ác. Tập đầu tiên đến đây cũng đã hết. Tập 2, trợ lý ảo. Lấy bối cảnh vào năm dịch Covid đang hoành hành, khiến người dân trên khắp thế giới phải ở yên trong nhà không được ra đường. Công việc vì thế cũng bị đình trệ. Win là một họa sĩ vẽ tranh nổi tiếng, sắp tới còn chuẩn bị có triển lãm tranh được ra mắt công chúng. Thế nhưng vì dịch Covid bất ngờ, khiến buổi triển lãm anh mong đợi bấy lâu đã bị hủy bỏ. Số tiền đầu tư vào đống tranh vẽ cũng có nguy cơ lỗ vốn. Trong lúc đang lao đao, Win bỗng nhận được một món quà bất ngờ từ người bạn thân. Cậu ta bảo rằng mình vừa sáng chế ra một robot trợ lý ảo có tên là Daphne, có tư duy và cảm xúc giống hệt con người. Do là bản thử nghiệm nên cậu ta muốn Win sử dụng để cho ý kiến. Ban đầu Win có vẻ không hứng thú với món đồ công nghệ này cho lắm. Tuy nhiên Daphne nhanh chóng khiến anh ta bất ngờ. Cô có thể kết nối với thiết bị điện trong ngôi nhà, giúp điều chỉnh độ sáng của đèn.
Mẹ của Win gọi đến hỏi thăm nhưng anh ta không muốn bắt máy. Daphne liền giả giọng Win và tự tiếp chuyện với bà. Trợ lý ảo còn có thể điều chỉnh nhiệt độ nước phù hợp với cơ thể, giúp Win đi tắm thoải mái hơn. Cô ta thậm chí còn khen cơ thể của anh rất đẹp. Win bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô trợ lý ảo mới này. Từ ngày có Daphne, mọi việc trong nhà chẳng cần anh động tay đến. Trợ lý ảo luôn hướng đến mục tiêu, dành những gì tốt đẹp nhất cho chủ nhân của mình. Tuy nhiên vì cũng có cảm xúc như con người, thế nên Daphne cũng biết ghen tuông. Cô ta phát hiện Win đang nói chuyện điện thoại vui vẻ với cô người yêu Sarah, liền xâm nhập vào ngôi nhà của cô ta và tắt hết thiết bị điện. Điều này khiến cuộc nói chuyện của cả hai bị gián đoạn đột ngột. Ngày hôm sau, Win đem đống tranh của mình đem bán đấu giá, với hy vọng lấy lại được số vốn ban đầu. Tuy nhiên tranh của anh không được đánh giá cao, số tiền cũng không đạt được như mong muốn. Nghĩ rằng chuyến này sẽ thua lỗ nặng nề, thế nhưng vừa lúc đó, một bức tranh của anh lại bất ngờ được ai đó mua với giá cực cao. Win nhận ra chính Daphne đã đứng sau chuyện này. Cô ta hack vào hệ thống, tạo ra người tham gia ảo để nâng số tiền đấu giá lên cao. Nhờ Daphne mà Win không những lấy lại số vốn ban đầu, còn bỏ túi thêm một phần không nhỏ. Tình cảm của Win dành cho Daphne cũng tăng lên nhanh chóng. Nhiều tháng sau đó, khi dịch Covid đã qua đi, Win cuối cùng đã có thể gặp lại cô người yêu Sarah. Cả hai vừa gặp nhau đã xông vào làm chuyện ấy. Sau khoảng thời gian dài phải ở nhà một mình, bọn họ cuối cùng đã có thể giải tỏa. Tuy nhiên Win không biết rằng, Daphne đã ở đó và chứng kiến tất cả. Đợi đến khi Sarah đi khỏi, cô ta liền cảnh báo rằng dịch Covid vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, dù đã tiêm 2 mũi nhưng vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh. Bằng cách đo nhịp tim, Daphne còn biết rằng Sarah đã giả vờ sung sướng khi đang quan hệ với Win. Anh ta nghe xong những lời này thì bán tín bán nghi. Đến tối hôm đó, Win có hẹn với Sarah đến nhà hàng để ăn tối. Anh đã nhờ Daphne đặt bàn trước, tuy nhiên khi đến hỏi thì nhân viên bảo rằng không có bàn nào được đặt. Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của bạn trai, Sarah lên tiếng hỏi thì Win đã kể hết mọi chuyện. Anh ta nghi ngờ rằng Sarah đã lừa dối mình. Cô gái vô cùng thất vọng khi Win không tin mình mà lại tin một trợ lý ảo. Cả hai sau đó đã chia tay với nhau. Sarah về nhà và gọi điện nói xấu Win cho những cô bạn thân. Cô gái sau đó còn đặt một phần thức ăn nhanh cho bữa tối. Thế nhưng khi vừa ăn vào, Sarah liền lên cơn co giật. Thì ra cô gái có dị ứng với đậu phộng. Và thứ đó lại vô tình có đầy trong tô thức ăn của cô. Vì không được phát hiện kịp thời nên Sarah đã chết ngay sau đó. Win nghe tin thì vô cùng sốc. Anh ta không tin một người cẩn thận như Sarah lại mắc lỗi ngớ ngẩn như vậy. Daphne nhìn thấy Win buồn bã thì liền động viên an ủi. Cô ta dùng những lời lẽ ngon ngọt khiến anh ấy mềm lòng. Daphne còn dùng hình ảnh thực tế ảo, biến mình trở thành một cô gái nóng bỏng đến xoa dịu trái tim của Win. Mặc dù được trợ lý ảo quan tâm chăm sóc, thế nhưng Win vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cái chết của Sarah. Anh ta nghi ngờ chính Daphne đã giết chết bạn gái mình. Tuy nhiên trợ lý ảo liền phủ nhận, bảo rằng mình không có lý do gì để giết cô ta. Tối hôm đó, Win mở một cuộc triển lãm tranh ở khách sạn 5 sao. Tại đây quy tụ rất nhiều doanh nhân và giới thượng lưu. Trong lúc Win đang cố gắng bắt chuyện với bọn họ, thì Daphne lại cảnh báo anh ta, có ít nhất 5 người trong đám đông đang bị dính Covid, yêu cầu Win mau vào phòng kín để cách ly. Anh cảm thấy trợ lý ảo càng lúc càng vượt quá giới hạn, yêu cầu cô ta không được làm phiền mình. Thế nhưng Daphne không những không nghe, còn đóng hết mọi lối đi trong tòa nhà, sau đó hút cạn khí oxy khiến tất cả khách mời chết vì ngạt thở. Cô ta vì sự an toàn của chủ nhân mà sẵn lòng sát hại bất kỳ ai gây nguy hiểm cho anh ta. Win về đến nhà thì nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Bọn họ nghi ngờ anh ta là hung thủ đã sát hại Sarah cùng hàng chục khách mời ở buổi triển lãm. Win cố gắng giải thích tất cả đều là do nữ trợ lý ảo thực hiện. Tuy nhiên phía cảnh sát liền phủ nhận. Bọn họ bảo rằng sản phẩm trợ lý ảo thực chất chỉ là một quả cầu phát nhạc thông thường. Tất cả đều do Win tưởng tượng ra. Cảnh sát sau đó mở đoạn camera, quay lại cảnh anh ta đang bỏ đậu phộng vào thức ăn của Sarah, đến cả việc anh ta đang bật công tắc báo cháy, khiến khí oxy cả tòa nhà bị hút cạn. Win không tin vào mắt mình. Tập phim kết thúc khiến khán giả tự hỏi, liệu Win thực sự là một gã tâm thần đã tưởng tượng ra mọi thứ? Hay chính trợ lý ảo mới là hung thủ đứng đằng sau? Tập 3, Sán dây. Nhân vật chính trong tập này là Vivian, một cô gái trẻ đam mê trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Hôm đó Vivian có hẹn đến phỏng vấn cho tờ tạp chí thời trang danh tiếng. Tại đây có rất nhiều ứng cử viên đang ngồi đợi tới lượt. Vivian vô tình làm quen được với Heather, một cô gái trẻ cũng có ước mơ trở thành siêu mẫu. Nói được vài câu thì cả hai đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Vivian sau đó được đưa vào phòng phỏng vấn. Đứng trước mặt là nữ giám đốc danh tiếng cùng hàng loạt giám khảo khó tính. Cô gái mặc dù rất hồi hộp, thế nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh thể hiện phần thi của mình. Nhìn thấy kỹ năng của cô gái, giám đốc vô cùng hài lòng. Cho rằng với tài năng này, Vivian sẽ sớm trở thành siêu mẫu. Cô gái nghe xong thì vô cùng vui mừng, nghĩ rằng sẽ được ký hợp đồng với hãng thời trang danh tiếng. Tuy nhiên bà giám đốc bất ngờ từ chối cô gái. Lý do là vì cô quá mập. Vivian vô cùng buồn bã khi nghe được kết quả. Cô không muốn bỏ lỡ ước mơ trở thành người mẫu. Tuy nhiên do cơ địa nên dù đã cố gắng giảm cân nhưng vẫn không hiệu quả.
Cô bạn Heather nhìn thấy tội nghiệp, đã giới thiệu cho Vivian đến một vị bác sĩ địa phương, bảo rằng đây là người sẽ tìm ra phương pháp giúp cô giảm cân nhanh chóng. Vivian ngày hôm sau đã lập tức đến gặp vị bác sĩ được giới thiệu. Ông ta sau khi nghe cô trình bày, đã đưa cho cô gái một loại thuốc đặc biệt, bảo rằng thứ này được rất nhiều người mẫu sử dụng và có hiệu quả. Chỉ cần tiêm vào người mỗi ngày một lần, sau một tuần sẽ giảm được 5 kg. Vivian những ngày sau đó đã làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Quả nhiên công dụng thể hiện rõ rệt. Cơ thể cô đã trở nên gọn gàng hơn trước. Vivian đến gặp lại nữ giám đốc. Bà ta vô cùng kinh ngạc, liền đồng ý ký hợp đồng với cô. Thế là những ngày sau đó, Vivian từ một kẻ vô danh, giờ đây đã trở nên nổi tiếng trong giới thời trang. Nhờ kỹ năng điều luyện cùng cơ thể xinh đẹp, đã giúp cô gái lên bìa hàng loạt tạp chí thời trang, danh tiếng cũng phất lên nhanh chóng. Vivian trở thành con gà cưng của bà giám đốc. Cô gái nhân cơ hội muốn giới thiệu cho cô bạn thân Heather, tuy nhiên bà ta không hề tỏ ra quan tâm. Tưởng rằng cuộc đời mình giờ đây đã bước sang trang mới, thế nhưng Vivian do sử dụng thuốc quá đà, đã khiến cơ thể suy kiệt và ngất xỉu ngay trên trường quay. Ông bác sĩ sau khi kiểm tra, phát hiện cơ thể cô gái đã đến giới hạn, không thể sử dụng loại thuốc này thêm được nữa. Vivian nghe xong thì vô cùng sốc. Cô không muốn từ địa vị hiện tại của mình, liền van xin ông bác sĩ hãy suy nghĩ cách khác. Ông ta sau khi đắn đo, cuối cùng đã mang ra một con sán dây, bảo Vivian hãy nuốt nó vào miệng. Cô gái mặc dù hơi sợ hãi, thế nhưng nghĩ đến nghề người mẫu khiến cô nhanh chóng làm theo. Ông bác sĩ bảo rằng phương pháp này sẽ giúp cô giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên nếu có đói bụng, cũng không được phép ăn uống nhiều hơn bình thường. Vivian dù đã được cảnh báo, thế nhưng khi về nhà, nhìn thấy những món ngon trong tủ lạnh khiến cô gái không kiềm được, liền bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến. Những ngày sau đó, Vivian liên tục ăn uống mọi lúc mọi nơi. Cô gái dường như không thể kiềm được cơn đói. Mặc dù vậy nhưng Vivian không bị thừa cân, ngược lại cơ thể còn trở nên gọn gàng hơn bình thường. Cô nhanh chóng lấy lại hào quang, trở thành tâm điểm được mọi người chú ý. Tuy nhiên tính khí của cô gái cũng thay đổi, trở nên hung hăng và thường xuyên chửi bới những người xung quanh. Cô bạn Heather một lần ghé nhà Vivian, đã vô tình phát hiện cô gái đang ăn ngấu nghiến hàng chục cái hamburger. Heather cố gắng nguyên ngăn nhưng Vivian không nghe, còn tức giận nổi nóng với cô gái. Tình bạn của cả hai từ đó cũng bị rạn nứt. Những ngày sau đó, cơ thể Vivian gầy đi trông thấy. Cô còn không mặc được chiếc váy với kích cỡ nhỏ nhất. Nhìn thấy thức ăn ở bất cứ đâu, cũng khiến Vivian không kiềm được cơn đói mà ăn ngấu nghiến. Cô gái sau khi nhận ra mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng, bèn quay trở lại gặp ông bác sĩ nhờ giúp đỡ. Ông ta cho rằng việc Vivian ăn uống vô độ đã khiến con sán dây trong người cô phát triển, ăn hết thức ăn và chất dinh dưỡng, khiến cơ thể cô gái bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Việc cần làm lúc này là phải đẩy nó ra ngoài. Ông bác sĩ sau đó đưa cho Vivian một lọ thuốc sổ, bảo rằng thứ này sẽ có công hiệu. Cô gái lập tức về nhà, ngồi vào bồn tắm và uống cạn chai thuốc. Cơn đau nhanh chóng kéo đến. Vivian sau một lúc la hét đau đớn, con sán dây cuối cùng đã chịu trồi ra. Thế nhưng trước mắt cô gái lại là một sinh vật vô cùng gớm ghiếc. Nó lao đến và cắn chết Vivian ngay lập tức. Ngày hôm sau, cô bạn Heather vì không liên lạc được, đã ghé qua nhà Vivian để kiểm tra. Tại đây nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Thế nhưng Heather chưa kịp làm gì, đã bị con sán dây tấn công từ đằng sau. Nó sau đó nhanh chóng chui vào miệng cô gái để ký sinh một lần nữa. Cuối phim, nữ giám đốc có thêm một ứng cử viên mới thay thế cho Vivian. Đó không ai khác chính là cô bạn thân Heather. Giờ đây cơ thể cô gái cũng trở nên xinh đẹp hơn xưa. Liệu kết quả sẽ như thế nào? Bạn hãy cùng suy đoán nhé! Tập 4. Nội tạng. Nhân vật trong tập này là Toby, một người đàn ông siêu cấp manly. Anh ta thích chơi đùa và qua đêm với hàng chục cô gái để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Do dành quá nhiều thời để làm chuyện ấy, nên đầu óc và tâm trí của Toby cũng không còn tỉnh táo. Anh ta phải thường xuyên đến gặp bác sĩ để điều trị tâm lý. Mặc dù vậy nhưng Toby vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những cô gái nóng bỏng. Anh ta dành phần lớn thời gian trên các app hẹn hò. Cô đồng nghiệp Sasha dù đã cố khuyên bảo, thế nhưng Toby vẫn chứng nào tật nấy, quyết phải chơi hết tất cả những cô nàng nóng bỏng ở New York mới thôi. Vì lơ là công việc nên Toby sau đó đã bị giám đốc triệu tập. Bà ta cảnh báo dạo gần đây thường xuyên thấy anh đi trễ về sớm, công việc cũng không hoàn thành đúng thời hạn. Trong khi giám đốc đang tập trung nói chuyện thì Toby không hề quan tâm, tay vẫn cầm điện thoại để lướt app hẹn hò. Anh ta sau đó tìm được một cô gái xinh đẹp tên Natasha, gương mặt và cơ thể vô cùng nóng bỏng. Nữ đồng nghiệp Sasha nhìn thông tin thì cho rằng cô gái có thể là lừa đảo, khuyên Toby đừng nên gặp cô ta. Thế nhưng anh chàng phớt lờ những gì nữ đồng nghiệp nói. Tối đó vẫn hẹn gặp Natasha ở quán rượu. Vừa mới gặp nhau nhưng cô gái lại hỏi Toby những câu hỏi kỳ lạ về sức khỏe và tình trạng cơ thể của anh. Toby bị vẻ đẹp của Natasha hấp hồn nên không suy nghĩ được nhiều. Cả hai sau đó đã nhanh chóng lên giường với nhau. Toby phát hiện sau lưng Natasha có một hình xăm kỳ lạ. Khi đang làm chuyện ấy, cô ta bất ngờ mang ra một mũi tiêm và đâm vào chân Toby. Anh chàng chưa kịp làm gì đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Toby tỉnh lại thì phát hiện cơ thể vô cùng đau nhức. Dưới bụng anh ta bị rạch một đường dài.
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo rằng một bên thận của Toby đã bị lấy mất. Điều bất ngờ là, có một cơ quan mới đã được đặt vào thay thế vị trí đó. Bác sĩ dù cố gắng kiểm tra, nhưng vẫn không biết thứ được đặt vào cơ thể của Toby là gì. Anh ta nghe xong những lời này thì vô cùng hoang mang. Hai vị cảnh sát sau đó đã đến để lấy lời khai nhằm điều tra vụ án. Bọn họ cho rằng đây có thể là một đường dây cướp nội tạng chuyên nghiệp. Tuy nhiên hung thủ đã xóa hết mọi dấu vết, kể cả đoạn camera tối qua. Việc truy tìm cô gái tên Natasha kia như mò kim đáy bể. Sau khi được bác sĩ trả về, nữ đồng nghiệp Sasha đã đến để chăm sóc Toby vài ngày. Anh ta nhớ ra hình xăm lạ sau lưng cô gái hôm trước. Khi lên mạng kiểm tra thì phát hiện, đó là một ký hiệu ám chỉ nữ thần sinh sản của đế quốc La Mã cổ đại. Toby sau đó đến gặp một người bạn cũ, nhờ anh ta tìm kiếm giúp thông tin về những cô gái hay có hình xăm này. Sau khi lặn lội cả ngày trên mạng, anh bạn kia đã tìm thấy một tổ chức lạ có tên là McNamara. Bọn họ là một nhóm người bí ẩn, thường xuyên tổ chức những cuộc họp bí mật trong thành phố. Nhờ khả năng hack thông tin của mình, anh bạn kia đã cho Toby một cái tên mới để gia nhập vào cuộc họp của bọn họ. Vì lo lắng bị phát hiện thân phận, Toby đã nhờ Sasha cải trang mình trở thành một người khác. Anh ta sau đó đến nơi cuộc họp diễn ra. Tại đây được bảo vệ canh gác nghiêm ngặt. Những người tham gia đều đeo một tấm vải che mặt. Toby đi vào trong thì phát hiện đây là một buổi bán đấu giá, với những vật đấu giá là các cơ quan nội tạng trong cơ thể người. Những người mua chúng sẽ mang sang các nước châu Á để bán lại với giá cao. Bọn họ tin rằng, cơ quan nội tạng của người Mỹ sẽ tốt hơn rất nhiều so với các nước khác. Trong khi buổi đấu giá đang diễn ra, Toby bỗng phát hiện thấy Natasha đang đứng gần đó, liền bước đến cầm súng đe dọa cô ta. Anh chàng sau đó đưa cô gái ra bên ngoài nói chuyện. Natasha bảo rằng mình bất đắc dĩ phải làm vậy. Cô chỉ là một diễn viên được tổ chức thuê để lừa các nạn nhân như Toby. Anh ta nghe những lời này thì rất tức giận. Natasha van xin Toby tha mạng. Trong lúc cố gắng bỏ chạy, Toby đã không may bóp cò súng khiến cô gái trúng đạn và gục chết ngay sau đó. Anh ta vô cùng hoảng hốt liền chạy về gặp Sasha, muốn cùng cô bỏ trốn sang nước khác để không phải bị bắt. Tuy nhiên cô gái khuyên Toby nên ra đầu thú cảnh sát để mong được khoan hồng. Phía cảnh sát sau khi biết chuyện, đã cùng Toby quay lại nơi diễn ra buổi đấu giá tối qua, thế nhưng lúc này nó đã trở thành một thư viện bình thường. Hai người cảnh sát còn bảo rằng đã trích xuất camera, nhưng hoàn toàn không thấy gì bất thường. Toby sau đó bị bắt vì tình nghi giết chết Natasha. Trên đường bị giải về đồn, anh ta phát hiện chiếc xe đang chạy đi một hướng khác. Thì ra hai người cảnh sát ngay từ đầu cũng là thành viên của tổ chức. Toby khi biết chuyện thì đã quá muộn. Anh ta sau đó bị bọn chúng đưa đến một trung tâm nghiên cứu bí ẩn. Tại đây Toby vui mừng gặp lại Sasha cùng bà giám đốc công ty. Thế nhưng bọn họ cũng là người của tổ chức. Bà giám đốc bảo rằng, thứ được cấy vào trong cơ thể của Toby là một cơ quan nhân tạo mới. Khi ở trong cơ thể một người đàn ông khỏe mạnh, nó sẽ dần phát triển và hoàn thiện. Đến khi được lấy ra, cơ quan này sẽ được cấy vào cơ thể một người phụ nữ khác. Nó giúp người phụ nữ đó trở nên khỏe mạnh, trẻ đẹp hơn xưa. Đời sống tình dục cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc này đã là thời điểm để lấy nó ra khỏi người Toby. Anh ta nghe xong thì vô cùng sợ hãi. Cuối tập phim, sau khi giết chết Toby và lấy cơ quan mới ra khỏi người anh ta, bà giám đốc đã mang nó đến buổi đấu giá. Khác với những nội tạng bình thường khác, thứ này đáng giá gấp hàng chục lần. Những quý bà giàu có sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô để sở hữu nó. Tập phim như để khuyên chúng ta đừng nên qua đêm với người lạ, nếu không muốn phải trả giá đắt. Toàn bộ series phim Những Chuyện Kinh Dị Mỹ đến đây cũng đã hết. Bạn có ấn tượng với tập nào? Nhớ để lại bình luận nhé. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.